Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và Hùng Lê lại cùng gặp lại với cộng đồng nhà đầu tư trong bản tin phân tích và định lượng thị trường tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5. Thì đúng là trong cái thời điểm này, chiều hôm nay Hùng làm bản tin sớm, bởi vì buổi tối Hùng Lê có một tí công việc riêng nên là chúng ta sẽ làm bản tin sớm và chúng ta sẽ điểm nhanh qua thị trường. Và đến thời điểm hiện tại thì nói thật là khi Hùng Lê làm cái bản tin này thì cũng đang hơi bị ngáo ngơ. Một phần là vì thị trường nó tăng đẹp quá, nó tăng tốt quá. Và phiên ngày hôm nay là một phiên giao dịch cực kỳ là cảm xúc đối với rất nhiều nhà đầu tư. Khi mà thị trường của chúng ta có những cái phiên tăng rất là mạnh ở trước đó, và phiên ngày hôm nay thì VN Index đã dễ dàng vượt qua mốc 800 điểm. Và đặc biệt một cái điều nữa nó cũng làm cho nhà đầu tư của chúng ta rất là phấn chấn, đó là những cái trend lo dài, và sau đó thì chúng ta có một cái điểm short ngắn ở đây ở vùng 780 điểm đó, một cái vùng short ngắn ở đây khi mà nó có những cái tín hiệu kỹ thuật đi ngang và nó bắt đầu nó bị gãy ở những cái điểm kỹ thuật ở đây đó, thì chúng ta có thể short ngắn lại đó, và một cái trend phái sinh thì tí nữa ông sẽ nói kỹ hơn đó. Và trong 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 tuần vừa qua thì chúng ta đã có cái bản tin video số 102, số 102 nối tiếp cái bản tin số 101, thì các anh chị có thể xem lại ở trong cái bản tin số 101 thì Hùng Lê đã đề cập, đã phân tích đến cái nhóm ngành, đó là nhóm ngành P, nhóm ngành banh, nhóm ngành khu nghiệp và nhóm ngành cao su, vân vân. Và đặc biệt một cái điều mà Hùng Lê đặc biệt lưu ý với các anh chị đó là gì ạ? Sau cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 ngày 1 tháng 5 thì chúng ta sẽ có cái sự hồi phục của dòng trụ, dòng banh, và cái tâm lý của dòng tiền nó sẽ được giải tỏa. Và nhân tiện ở đây thì Hùng Lê có chia sẻ một cái câu chuyện đó, một cái câu chuyện là thứ nhất là các anh chị, Hùng Lê đã chia sẻ rồi, nếu như chúng ta yêu, chúng ta thích, chúng ta kết, chúng ta thấy rằng những thông tin của Hùng Lê là cần thiết và bổ ích, chúng ta về. Chúng ta tránh những cái dòng comment kiểu như thế này của bạn Văn Hương, hôm nay Hùng sẽ nói trên bản tin video này. Để cho cộng đồng nhà đầu tư đáng để lên án những cái comment theo cái kiểu như thế này, tức là nó không có nội dung và nó mang một cái tính chất đấy là chọc cậy bánh xe, đúng không ạ? Nếu như bạn tốt, bạn biết, bạn nói được về thị trường, bạn hãy nói cho nhà đầu tư, đừng có comment như thế này. Chúng ta hãy sống tích cực lên đó, và nếu là một nhà đầu tư thông minh, đúng không ạ, chúng ta đi tìm những cái kênh, tìm những cái người phù hợp với chúng ta. Thứ hai là bác Lộc Bùi Công, đúng không ạ? Bác có giải thích là với Hùng Lê là không hiểu ý đồ vân vân và vân vân, nhưng bác có phân tích một cái câu mà Hùng Lê cho rằng là như thế này nó cũng là không nên, không nên. Đó. Bác có phân tích là theo phân tích của bác của mã cổ phiếu PAC như bác thì gas bay lên trời lâu rồi, thì Hùng cũng không hiểu cái chữ bay lên trời hàm ý ở đây như thế nào. Nhưng mà khi Hùng phân tích cái mã cổ phiếu PAC, đó là Hùng phân tích một cái mô hình cực kỳ kinh điển ở trong cái thuần về phân tích kỹ thuật, đó là sau khi mà cổ phiếu tạo đáy xong, cổ phiếu sẽ đánh lên một cái vùng kháng cự nào đó và cổ phiếu sẽ chỉnh giảm về mặt kỹ thuật, và không cái điểm gãy kỹ thuật, gọi là cái điểm chỉnh kỹ thuật đó, cổ phiếu tích lũy lại được và cổ phiếu bứt nền. Đó. Vậy thì khi chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu PAC gọi là bứt nền ở vùng 23 24 thì lúc đó PAC sẽ đi về một cái target cực kỳ dài và một cái sóng rất là lớn. Đó, một cái sóng rất là lớn. Còn Hùng cũng không hiểu tại vì sao mà bác lại phân tích cái ví von một cái câu chuyện là gas bay lên trời như thế nào. Thì bản thân là gì? Bản thân là gas, phân tích kỹ thuật là chúng ta sử dụng tất cả những cái nền tảng kỹ thuật ở nội tại của cổ phiếu để chúng ta đưa một con số trong tương lai, và chính vì chúng ta đưa một con số trong tương lai không ai biết trước được, đúng không ạ? Nếu biết trước được thì các anh chị đã không ngồi đây, các anh chị bây giờ thành tỷ phú hoặc các anh chị bây giờ bay lên mặt trăng để chúng ta làm những cái việc khác rồi, đúng không ạ? Vì phân tích kỹ thuật, vì kỳ vọng khác nhau, chính vì vậy nên là chúng ta mới đưa ra một cái gọi là cái trend chủ đạo của cổ phiếu ở các cái vùng giá kỳ vọng, vùng giá mục tiêu, các cái gọi là cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu đó. Thì về gas, đúng không, Hùng Lê phân tích sau một cái phân tích sóng giảm từ vùng 100 và Hùng Lê đưa cổ phiếu gas về một cái mặt bằng ở vùng 54 đến vùng 55, các anh chị xem lại những bản tin cũ, và về đến đây thì Hùng Lê đã bắt đầu có phân tích một sóng lên, được chưa ạ? Các anh chị xem lại những cái bản tin của Hùng Lê từ cái vùng ngày 16 tháng 3 thì Hùng đã bắt đầu dò tìm cái vùng giá mục tiêu của gas ở đây, và cái nhịp phân tích đầu tiên mà Hùng Lê phân tích đó là chạm vùng 870. Ok, gas hoàn thành target 70,
hoàn thành xong thì Hùng Lê có những cái đánh giá rằng là gác sẽ có thể test chỉnh lại, tức là test chỉnh lại cái vùng nền 60 đến 61.5. Sau đó ở cái vùng này tích lũy, và rất nhiều nhà đầu tư là đòi bán cắt lỗ ở cái vùng khi mà gác chỉnh cái nhịp này, thì Hùng Lê đã có phân tích rồi. Hùng Lê có bảo là rất nhiều các anh chị, Hùng Lê không muốn dẫn chứng ở đây, nhưng rất nhiều những anh chị có chat với Hùng Lê có hỏi rằng là có bán không, thì Hùng Lê bảo không bán. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta cho rằng một cái câu chuyện rất nghịch lý về giá dầu mà Hùng Lê đã chia sẻ với các anh chị rồi, không có một cái câu chuyện nào mà nhà đầu tư người dân của chúng ta đi mua xăng mà công ty nhà nước phải trả thêm tiền cho chúng ta, không có câu chuyện đó, đúng không ạ? Và sau dịch bệnh kết thúc, nhu cầu sử dụng xăng dầu sẽ nhiều hơn, đúng không ạ? Và sau một cái cuộc suy thoái, sau một cái cuộc gọi là càn quét, thì sẽ có những cái tập đoàn công ty lớn ở trên thế giới về 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 dầu khí phá sản, và sau cái đợt phá sản đó thì sẽ có những cái doanh nghiệp tồn tại lại được và giá dầu sẽ ổn định trở lại. Và với một cái tọa độ như vậy thì chúng ta không có cái lý do gì mà để chúng ta phải phải cắt lỗ ở cái thời điểm hiện tại cả, đúng không? Chúng ta phân tích nhóm P và nhóm banh nó tốt như vậy, tại sao chúng ta phải cắt lỗ? Rồi đến một cái câu chuyện trong tuần vừa rồi, có những anh chị em có gửi link bảo là Petrolimex lỗ bao nhiêu nghìn tỷ, bao nhiêu tỷ, thì cái câu chuyện lỗ đó là có phải bây giờ chúng ta mới biết không? Chúng ta không phải bây giờ chúng ta mới biết đó, mà chúng ta đã biết trước rồi. Cái bức tranh viễn cảnh của nhóm ngành dầu khí, của các công ty dầu khí chúng ta biết trước rồi, đúng không ạ? Xăng giảm như thế, người đi lại không có người đi lại, cách ly như thế thì đương nhiên là giảm đó. Nhưng nó có những cái góc nhìn trong đấy, nó có những cái yếu tố tạo lập ở trong đấy, và chúng ta thử nhìn lại P lấy xem đó. Thay vì cái việc mà các anh chị bán tháo bán tống lúc có những cái thông tin cơ bản như vậy, thì chúng ta tại vì sao chúng ta lại không xem những cái bản tin phân tích của Lê, tại sao chúng ta lại không không nhìn thấy được những cái điểm hỗ trợ của PLX ở vùng giá 39 nó không gãy, và đúng không, và bản thân tại cái thời điểm mà có những cái thông tin xấu thì Hùng Lê vẫn tiếp tục phân tích là PLX sẽ đạt được cái mốc cùng với nhóm P hồi phục, sẽ đạt được khoảng cái mốc 45, gần 45, và các anh chị thấy là phiên ngày hôm nay, phiên kết tuần đó, gần gần đạt cái mốc 45, đúng không? Và những cái phiên tăng như vậy thì các anh chị bắt đầu hỏi mua mua mua, thì chúng ta mua làm gì nữa, đúng không? Chúng ta đua lệnh giá xanh chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Thay vì cái việc đó, chúng ta hãy có một cái góc nhìn tích cực hơn, có một cái thái độ tích cực hơn. Và Hùng Lê nhắc lại là ai cảm thấy hợp với Hùng Lê, chúng ta về đồng hành cùng với Hùng Lê trên kênh chứng khoán Chiến binh trên đường có sóng. Ai không cảm thấy không phù hợp, xin mời các anh chị đi tìm những cái kênh khác, tìm những anh chị khác. Chúng ta là nhà đầu tư thông minh đó, chúng ta hãy sống tích cực lên, và chúng ta hãy làm một cái gì đó cho cộng đồng nó tốt đẹp hơn đó. Chúng ta sống tích cực, chúng ta sống tốt đẹp thì chúng ta sẽ nhận về nhiều cái nguồn năng lượng mới. Ngày hôm nay Hùng 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 mất khoảng tầm 10 phút để 5 năm 10 phút để Hùng chia sẻ cái việc đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi nói đến cái kịch bản phân tích của Hùng Lê, đó là ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 5, Hùng Lê có phân tích về VN Index sẽ ổn định ở vùng 765 điểm, và chúng ta tập trung vào các cái nhóm ngành chính, đó là P, banh, khu công nghiệp, bản tin video số 102. Và sau cái kỳ nghỉ lễ thì Hùng Lê bắt đầu vận hành cái room nhận định không chat. Tức là Hùng Lê có hai room, một cái room đều là room cơ sở, nói chính xác bây giờ là 4 4 4 room. Nhưng mà chúng ta sẽ nói đến cái room này, tức là cái room không chat là cái room vận hành sau cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Thì đây là dành cho các tài khoản. Các anh chị lưu ý là chúng ta không để số điện thoại ở dưới các cái dòng comment ở bản tin video hàng tuần, bởi vì Hùng Lê sẽ không thể lấy số điện thoại của anh chị để add Zalo để chat với anh chị. Hùng Lê không có cái việc đó, không có thời gian để làm việc đó. Mà Hùng Lê chỉ xem những cái comment nào hỏi về cổ phiếu thì Hùng Lê sẽ trả lời trên đó. Còn nếu các anh chị muốn về đồng hành team của Hùng Lê, ok, liên hệ với Hùng Lê và chuyển thông tin để mở tài khoản, để đưa về tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán VPS. Chúng ta rõ ràng một cái quan điểm thẳng thắn với nhau là như vậy. Còn cộng đồng nhà đầu tư là Hùng Lê đã một tuần có một cái bản tin, và tất cả những comment của các anh chị Hùng Lê đều dành thời gian để chúng ta trả lời. Và trong cái phân tích chính, cái hướng chủ đạo, đó là Hùng Lê đã có những cái phân tích rất là kỹ về thị trường ở trong thời điểm hiện tại. Đó là gì? Cái xét về cái mặt trung hạn và thuần về phân tích kỹ thuật thì cái mốc 650 điểm được coi là mốc hỗ trợ cứng, và thị trường thì VN Index đã chạm với vùng 650 điểm và đang có 5 tuần phục hồi lên từ cái mốc này. Và các anh chị nhớ lại cái mốc 650 điểm. Và sau khi mà hoàn thành cái mốc 650 điểm thì Hùng Lê tiếp tục có phân tích tuần. Các anh chị xem lại tất cả những bản tin của Hùng Lê, nó có hết ở đó. Cái mốc 740 điểm đến mốc 750 điểm
là cái mốc hỗ trợ trong cái ngắn hạn. Và khi mà VN Index đạp về cái nhịp này thì ông Lê nhìn thấy rằng là đã có sự hội tụ của rất nhiều những cái yếu tố căn bản của cổ phiếu, đặc biệt là nền hỗ trợ. Đó, tức là cái nhịp mà VN Index, đây Hùng sẽ chỉ trên này để các anh chị, tức là cái nhịp mà VN Index đạp về cái vùng gần vùng 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 740 điểm đây, 750 điểm đây, thì Hùng Lê đã nhận thấy được là có những cái hội tụ rất là đẹp ở trên đó. Và chính vì vậy nên là tại cái vùng đó thì Hùng Lê đã khuyến nghị nhà đầu tư là chúng ta không nên bán ra cổ phiếu ở tại vùng đó nữa, bởi vì đó đã chạm hết tất cả các cái hỗ trợ. Và Hùng Lê tiếp tục dự báo là cái vùng 765 điểm sẽ là vùng hỗ trợ của thị trường ở trong tuần trước, thì tuần này, tức là cái tuần vừa qua, sẽ ổn định ở trong cái vùng đó ở cái phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Đấy, đây phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba, và sau đó thì Hùng Lê sẽ có tiếp tục có những cái nhận định về xu hướng của thị trường. Và và cái mốc này, và trên cơ sở cái mốc này thì chúng ta chờ nhóm P, nhóm banh và một số các cái mã blue chip cơ bản khác hồi phục đó. Đối với chỉ số VN30 đúng không ạ? Có thể tích lũy đi ngang ở đầu tuần trong phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba, và sau đó thì Hùng Lê sẽ tiếp tục có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Và một cái ý cực kỳ quan trọng đó là phái sinh PS, thì Hùng Lê đã phân tích là cầu long sẽ tiếp tục tái diễn ở trong tuần tới, và nhìn về mặt thế trận thì trend long dài đã được xác lập. Đó, những cái câu nói của Hùng Lê nó chứa đựng rất nhiều những cái thông tin, những cái giá trị trong đó để giúp cho chúng ta có được những cái định lượng ngay từ đầu tuần giao dịch. Chính vì vậy chúng ta chờ các cái nhịp đạp, tức là khi đã một cái trend chủ đạo là trend long thì nó sẽ có những cái nhịp đạp ngắn, thì chúng ta chờ những cái nhịp đạp ngắn đó để chúng ta long lên. Đó, chúng ta không nên tham gia vị thế sọc nhiều, tức là short, Hùng nói nôm na dân dã là sọc. Và khi trend long là chủ đạo thì chúng ta tập trung đánh long, và khi trend sọc là chủ đạo thì chúng ta tập trung đánh sọc. Đó, những cái ý Hùng Lê chia sẻ rất là cụ thể về về mặt kỹ thuật. Và trong một tuần thì khi các anh chị về với team của Hùng Lê thì các anh chị nhận được rất 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 nhiều những cái các anh chị có thể xem đó, rất rất nhiều những cái phân tích hỗ trợ, nó gọi như là trực trực tuyến trong cái giờ giao dịch, phân tích cổ phiếu PAC đúng không ạ, rồi AST, ACV, CMX, DRC, nhiều nhiều lắm các anh chị. Và trong một tuần thì các anh chị biết là rất nhiều những cái thông tin vào Hùng Lê liên tục cập nhật đó, cô tích công vượt thoát 70, VCS break nền 65.5 với V trung bình đấy. Ở trong một tuần thì rất rất nhiều, các anh chị nhìn thấy không? Nếu mà Hùng mà cuốn cái này chắc là phải mất 5 phút mới 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 cuốn hết cái dòng tin nhắn đó. Và đặc biệt là tất cả những cái phân tích định lượng của Hùng Lê về nhóm banh đó. Thì Hùng Lê nói như vậy không có nghĩa là Hùng Lê muốn 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 làm một cái gì đó nó cao hơn. Hùng Lê muốn là gì? Khi các anh chị đã bắt được những cái nhịp phân tích của Hùng Lê rồi thì các anh chị nên ghi chép lại, ghi chép xong thì phân tích lại, phân tích sàng lọc lại xong thì chúng ta đưa vào cái bản kế hoạch tác chiến của chúng ta. Đó, và đây một số các cái hình ảnh các anh chị cũng có thể nhìn thấy là ở trong team của Hùng Lê, những cái mã cổ phiếu rất quen thuộc CMX, CTR, ITA, PHR, SSL, VGI, VRE, đó là những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê phân tích định lượng để cho các anh chị của chúng ta đầu tư đúng không ạ? Hoặc là đây một cái tài khoản full bank, nói chung là không có gì ngoài banh, bởi vì là theo hoặc là cô tích công đây cũng có một ít HD banh MBB, tức là cái chủ đạo của Hùng Lê đang 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 phân tích và khuyến nghị về một cái gì đó thì chúng ta sẽ nên theo để chúng ta có được những cái góc nhìn nó tốt hơn. Còn bản thân về phân tích kỹ thuật thì nói rồi, đó là chúng ta sẽ xem những cái gì nó ở hiện tại để chúng ta tiên lượng một cái đường đi trong tương lai. Thì đấy là những cái ý chủ đạo trong cái tuần vừa qua, và đến thời điểm hiện tại thì bây giờ cũng đang hơi hơi lâng lâng, bởi vì một cái tuần giao dịch rất là thành công và một cái tuần giao dịch đặc biệt là trên rung lệnh phái sinh. Ở trên rung lệnh phái sinh thì không biết là target nó đi đến đâu mà nhiều lắm. Đó, các anh chị nhìn thấy này. Đấy, thì là bản thân là trên một cái trend long, đó, trên một cái trend long dài các anh chị nhá, trend long dài là đạt đến gần target 28.
774 điểm, và sau đó thì sau khi mà xong thì đã bắt đầu có một tín hiệu đảo short ở trong ngày hôm nay. Đó, short đây các anh chị, short từ 7550 và đâu đó thì đóng cửa đâu được bao nhiêu đó, tức là đấy 730, đó là lại ăn tiếp 20 điểm, 20 điểm short nữa. Đó, các anh chị có nhìn thấy có nguy hiểm không ạ? Đó, khi về với team của Hùng Lê nó nguy hiểm lắm. Rồi, ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phân tích định lượng thị trường Vinhome, VHM. Bản thân Vinhome thì có một cái nền hỗ trợ ở đây, đó là nền 65, và khi khi mà tạo lập thì có thể tạo lập sẽ đánh thủng một tí. Và ngày với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vinhome thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng có thể Vinhome tuần tới sẽ test lại ở quanh vùng 70 một tí, và sau đó thì có thể có một cái nhịp phục hồi lên vùng 80. Ở các cái điểm mua thì thứ nhất là chúng ta phải mua khi mà chúng ta có những cái điểm mua gom ở quanh, ví dụ như khi phiên này này chính là phiên mua, bởi vì phiên này là phiên mà Vinhome đạt đủ yếu tố về lực cầu và sau đó thì giá vượt lại vùng 65. Thì phiên này chúng ta hoàn toàn có thể mở mua 30% vị thế, và sau đó thì chúng ta chờ cổ phiếu về đến tài khoản, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta sẽ chờ một cái điểm mua break ở đây hoặc là một điểm mua test ở đây. Đấy là cái phương pháp của Hùng Lê mà Hùng Lê đã hướng dẫn các anh chị của chúng ta rất là nhiều lần rồi. VIX thì sau một cái giai đoạn, đúng không ạ? Hùng có phân tích ở đây, đó là sau một cái giai đoạn cạn cung và gần như VIX chạm hỗ trợ. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy là những cái vùng mà Hùng Lê đưa cho các anh chị cực kỳ là hợp lý và rất là happy luôn. Đúng không ạ? Tại sao chúng ta không 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 vận dụng được mà chúng ta lại buông những cái lời nói gọi là cay đắng như vậy, đúng không? Không yêu thì đừng có nói lời cay đắng. Vùng 90 rất là đẹp, và từ vùng 90 này thì Hùng Lê kỳ vọng cái sự phục hồi lại đây, và VIX sẽ chạm lại vùng 100, đó là trong những cái kịch bản chúng ta phân tích. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là kết tuần thì không đạt được mốc 100, nhưng mà trong phiên thì gần như đã cao nhất ở phiên 100. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VIX như thế này thì chúng ta sẽ phải cần chờ thêm phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Nếu như VIX vượt thoát được vùng 100 thì chúng ta mới có tính toán một cái target ở trên này, còn nếu như VIX không vượt thoát được vùng 100 thì có thể VIX sẽ lừng khừng đi ngang ở đây, và như vậy nếu mà lừng khừng đi ngang mà không vượt được 100 thì VIX lại quay lại quay đà lại giảm. Đó thì chúng Hùng sẽ có những cái phân tích cập nhật tiếp trên room không chat cũng như room VPS CSN01. VRE VRE đó, VRE thì Hùng trong team của Hùng Lê các anh chị cũng có thể nhìn thấy, đúng không ạ? Rất nhiều những anh chị đấy, Hùng chụp một vài cái hình ảnh tài khoản để các anh chị có thể xem. Đó là khi mà chúng ta có những cái định lượng về cổ phiếu đó là ở vùng 22.5 hoặc đến vùng 23, thì cái vùng này là Hùng quan sát được những cái tín hiệu hồi kỹ thuật ở đây và đã khuyến nghị tài khoản trong team của Hùng Lê mua. Và ngày hôm nay thì một số tài khoản đã bắt đầu bán ra. Bởi vì là chắc là bán ra ở phiên chiều, bởi vì nhìn thấy có một cái cây nến ở này có một cái sự sụt giảm ở đây. Thì bản thân ở trong nhịp này thì Hùng Lê cũng sẽ kỳ vọng VRE sẽ đánh chạm lại vùng 26 đến vùng 27. Mạnh thì lên được 27, còn không thì đến vùng 26, và lịch trình ở đây thì cơ bản là ăn ngắn, chúng ta chốt ngắn, chúng ta mua được vùng 23, chốt được khoảng vùng 25.5 đến vùng 26, như vậy là chúng ta cũng đã có một cái mức lãi ngắn ở trong tuần, đúng không ạ? Khi mà chúng ta có những cái phân tích định lượng rất là tuyệt vời đối với lại VRE. Sabico SAB. Đối với SAB đó, các anh chị có thể nhìn thấy những cái vùng mà Hùng dò tìm những cái vùng điểm mục tiêu ở đây, đó là quanh khoảng vùng 150 rất là đẹp đây. Và trong tuần thì SAB đã có một cái nhịp đánh vượt thoát ở đây là thoát vùng 160, thì cơ bản là lại chạm lại. Khi mà đánh đánh vượt thoát như này thì sẽ chạm lại cái vùng đỉnh cũ ở đây là vùng 180, và đúng là phiên ngày hôm nay thì chạm 180 nhưng mà không đóng cửa vùng thấp nhất, thì nó hoàn toàn tương tự như là VIX. Là như là Vinhome, VIX hay VIN, à như là VIX, và nó sẽ lừng khừng ở đây. Tức là với cái tín hiệu thế này thì khả năng là sang thứ hai và thứ ba tuần tới thì SAB lừng khừng ở đây trước khi mà có những cái tín hiệu là có vượt thoát được cái vùng này hay không. Đó, có vượt thoát được cái vùng cản ở đây 180 hay không để có thể có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Đó, rất là hợp lý đúng không ạ? Vinamilk là một cái mã cổ phiếu mà các anh chị có thể xem lại từ những cái thời điểm này. Từ những cái thời điểm từ ngày xem lại những cái bản tin của Hùng Lê phân tích tuần từ cái thời điểm khoảng ngày 25 tháng 3 thì Hùng Lê có đánh giá là Vinamilk ở trong cái thời điểm hiện tại là một trong những cái blue chip là khá là tốt của thị trường, bởi vì tại cái thời điểm đó thì chúng ta không có quá nhiều các cái thông tin hỗ trợ và rất nhiều các cái mã cổ phiếu xấu, thì duy nhất là Hùng nhìn thấy Vinamilk. Thì Vinamilk rất là hay, đó là gì? Đó là sau khi mà Vinamilk đánh lên hoàn thành cái vùng 100 ở đây thì Hùng Lê tiếp tục dò tìm cái vùng giá gọi là vùng giá gom mục tiêu, dùng vùng giá gom mục tiêu hay là vùng hỗ trợ ở đây là vùng 95.5. Đó các anh chị có nhìn thấy không ạ?
gần như là khi mà Hùng đã đưa ra một cái hỗ trợ đây thì gần như cổ phiếu lên lên xong và chạm về đây thì cổ phiếu lại bật lên. Đó, và trong tuần vừa rồi thì cũng như vậy, không gãy vùng 95.5 và chỉ về đây thôi, và Vinamilk tiếp tục bật lên thì tiếp tục break nền 100 ở đây. Và hiện tại thì Vinamilk đã đi về cái vùng giá mục tiêu của Hùng Lê. Đó, mục tiêu của Hùng Lê là Vinamilk đi từ vùng 95.5 đầu tiên là chạm 105, chạm 105 xong có thể chạm về vùng 110. Thì cái tín hiệu ngày hôm nay của Vinamilk đó là Vinamilk không giữ được cái mốc cao nhất, một phần là do phái sinh cuối phiên sọc nên là nó sẽ đảo pha ngay, không không giữ được cái mốc cao nhất ở vùng 105. Chính vì vậy là Vinamilk đã cao nhất của Vinamilk là bao nhiêu, hình như ở đây là 107, và đóng cửa lùi về mốc 105. Thì hoàn toàn về mặt kỹ thuật là chúng ta cần phải quan sát thêm cái tín hiệu của Vinamilk. Có thể là Vinamilk sẽ lừng khừng đi ngang ở quanh vùng 105 trước khi mà có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Tích lũy thành công ở vùng 105, vượt thoát vùng 110 thì lúc đó chúng ta sẽ có thể tính toán một cái target tiếp theo của Vinamilk, đó là khoảng lên khoảng vùng 120. Thì cái target tiếp theo này thì Hùng Lê sẽ cập nhật, tức là chúng ta sẽ cập nhật chứ chúng ta không nói trước, đúng không ạ? Chúng ta phải có những cái tín hiệu ở vùng 105. Nói nôm na một câu vui Hùng hay nói với các anh chị đó là gì? Muốn thi đại học thì phải đậu tốt nghiệp, đúng không ạ? Bây giờ trượt tốt nghiệp rồi thì còn nói gì đến cái câu chuyện đại học nữa, đúng không ạ? Đó. VLC thì ngày hôm nay kéo lên khá là mạnh nhưng cũng không đóng cửa được ở cái mốc cao nhất ở trong phiên. Đó, thì về mục tiêu của VLC, các anh chị nhìn thấy cái vùng hỗ trợ mà Hùng phân tích ở đây, Hùng đưa cho các anh chị vùng 110 rất là đẹp, rất là dài luôn. Đó, kể cả những cái nhịp ở bên này. Thì vùng 110 này mà tích lũy thành công thì lại gặp lại chúng ta trên cao nguyên ở vùng 120. Vùng 120 vượt thoát được hay không để có vùng 130, vùng 140, thậm chí là những cái target cao hơn thì chúng ta cần phải chờ. Và cái điều đầu tiên đó là ít nhất là trong tuần vừa rồi thì chúng ta hoàn thành được cái mục tiêu ở vùng 120. Với một cái tín hiệu lực cầu khá là tốt như thế này thì cũng có thể là VLC nó sẽ có một cách đi như thế này. Cách đi nó mô phỏng cùng lên thôi. Đó, nó hơi vòng cung một tí này. Đó, và sau đó thì nó sẽ tiếp nối sang bên này. Nó sẽ vòng cung khoảng một vài phiên. Đó, vòng cung một vài phiên, bởi vì khi cổ phiếu nó lên mạnh ấy thì nó sẽ phải chỉnh giảm một tí, nó phải phải nghỉ ngơi một tí, đúng không ạ? Chúng ta chạy miệt rồi thì chúng ta phải nghỉ một tí để chúng ta có một cái target cao hơn. Và về tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VLC thì Hùng Lê hoàn toàn kỳ vọng VLC sẽ có những sóng lớn ở bên này, và cơ bản là vùng 130 sẽ là cái vùng tiếp theo mà VLC sẽ cần phải đạt được. Bảo Việt BVH BV BVH ok BVH đó, BVH thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Lồng Lê luôn đưa cho các anh chị một cái vùng ở đây là vùng 42.5 đến khoảng vùng 43.5 là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu BVH, và khi về đến cái vùng này thì cổ phiếu sẽ có xu hướng phục hồi, và cái kháng cự cản ngắn trước mắt của BVH ở khoảng vùng 50. Thì hiện tại là BVH đang đi ngang ở trong này, trong phiên ngày hôm nay thì cũng gần như là gần gần đạt được cái ngưỡng 50, và chúng ta cũng phải quan sát tiếp đó là BVH có đánh thủng được vùng 50 hay không, hay là chạm về vùng 50 lại lừng hừng lại. Nếu như không vượt được vùng 50 thì lại cổ phiếu này lại đi ngang, và nó sẽ đi cho đến lúc nào mà cái lực đánh đủ mạnh. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như hiện tại thì Hùng Lê sẽ kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ lừng khừng ở một hai phiên và sẽ sớm đánh vượt thoát, tức là cái cách đi như thế này. Và cái điều mà BVH có đánh được vượt thoát kênh hay không thì chúng ta sẽ cần phải chờ. Đợt này VN Index như con trâu điên đó, và cổ phiếu cũng như điên luôn, nên là chúng ta sẽ có một cái trận đánh khá là dài và rất là hay ở trong cái thời điểm hiện tại đó, BVH. Và cái việc tiếp theo đó là BVH phải công thành công vùng 50, sau đó thì công tiếp thành công ở cái mốc ở đây này, mốc cản của BVH rất là mạnh đây ở vùng 55. Còn khi BVH đã vượt thoát được vùng 55 rồi thì lúc đó là BVH đã đi lên trên một cái tầng mây mới, lúc đó đi thênh thang ở trên đấy, nó không gặp cản, nó không 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 có không có xóc xiếc gì ở trên đó nữa. Và cổ phiếu Mansan là một cái mã cổ phiếu mà trong team của Hùng Lê đang nắm giữ với một cái tỷ trọng tương đối lớn. Đó, các anh chị xem những cái tài khoản của Hùng Lê thì có những cái tỷ trọng về Mansan tương đối lớn. Và Mansan thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây, đúng không ạ? Đó, những cái vùng giá mục tiêu mà Hùng Lê đưa cho các anh chị nó đẹp lung linh. Vùng 55 56. Điểm này cũng đẹp này. Đẹp luôn nhá, xong điểm đến điểm thứ hai. Bản thân Mansan thì hơi sốt ruột một tí, đó là vì trong cái thời điểm vừa qua thì Mansan không có lực cầu.
Đó, không có lực cầu. Và trong cái bản tin phân tích tuần trước thì Hùng Lê cũng có đề cập đến được việc là Man San cần phải vượt thoát cái vùng 61. Đây, một cái hình xanh xanh như này, Hùng vẽ đây này, nó vẫn còn đúng không ạ? Đây, và Hùng ghi chú đây là phải vượt thoát vùng 61 và volume phải lớn hơn 3,5 triệu cổ phiếu sau một cái giai đoạn mà Man San cạn vốn. Đó. Sau một cái giai đoạn Man San cạn vốn rồi thì chúng ta sẽ có như vậy. Và đây là một cái dấu hiệu đầu tiên để giúp Hùng Lê nhận diện một cái đường đi mới của Man San. Đó, một cái chân trời mới của Man San, và Man San nó đẹp lắm. Chúng ta cái gì ạ? Chúng ta về cơ bản là chúng ta khi mua cổ phiếu thì chúng ta phải kiên nhẫn đúng không ạ? Chúng ta trồng một cái cây thì cái cây đấy nó phải bén rễ xong nó phải nứt cành rồi nứt hoa, rồi chúng ta hàng ngày chúng ta phải tưới tắm đúng không ạ? Tưới tắm xong rồi chúng ta phải chăm sóc nó, tỉa cành, rồi đến lúc cây nó mới ra kết trái. Rất nhiều những anh chị sau khi mua xong cứ sốt sột sột luôn. Đó, bên cạnh tí nữa Hùng sẽ nói đến câu chuyện HD Bank. Hoàn toàn tương tự như vậy. Thấy thằng bên cạnh tăng, thấy thằng mình không tăng, bán đi xong phát nó cứ thế nó tăng trần. Đấy, tại vì sao như vậy? Đúng không? Man San là một cái câu chuyện rất là tốt mà Hùng Lê đã chia sẻ trong mùa dịch. Bản thân bây giờ Man San nó chưa có tính ổn định bởi vì nó vừa mới sát nhập xong thì nó phải set up lại toàn bộ cái hệ thống của nó, đó, toàn bộ cái hệ thống của nó, rồi sau đó nó sẽ đi vào một quỹ đạo ổn định, bền vững. Và bản thân thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng Man San đã có một cái nhịp rơi từ vùng 110 và bây giờ giá còn 50, tức là nó mất tương đối về tỷ giá, và nó đã có một cái nhịp giảm dài từ vùng giá 95 và đi về vùng 45, như vậy là cũng gần mất 50% tỷ giá nếu tính ở một cái nhịp ngắn. Như vậy thì về đến cái vùng 48.5 49 này thì Hùng Lê đã có những cái phân tích khuyến nghị chúng ta mua mua tại vì sao chúng ta mua, đúng không ạ? Các anh chị xem lại hộ Hùng Lê những cái bản tin về từ tuần 13 tháng 3, xem hộ lại Hùng Lê từ những cái thời điểm Hùng Lê phân tích ở đây. Đó, những cái điểm mua rất đẹp, và sau đó thì chúng ta tiếp tục có những cái điểm mua tiếp theo trên này. Thì đấy là cái câu chuyện về Masan. MWG, ok, MWG thì đấy. Đây, anh chị nhìn lại nhá, MWG. Đó thì Hùng cũng đã có trong cái bản tin phân tích này, đó. Các anh chị nhìn thấy ở cái vùng 78.5 đây, đó, 78.5. Đó là cái vùng mà Hùng Lê dò tìm trong những cái nhịp chỉnh lại, thì chúng ta quan sát lại, và thực tế là trong 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 tuần thì có một cái cây nến ngày hôm nay thì có khi là bị giảm qua vùng vùng 78.5 một tí, và sau đó thì lại hồi phục lại. Đối với MWG thì cái nhịp hồi phục này thì cái thanh khoản nó hơi thấp, chính vì vậy nên là cái lực đi nó cũng khả năng là cũng 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 không bền lắm. Nhưng mà về trend kỹ thuật là ngày hôm nay thì MWG tiếp tục gọi là đập đầu vào vào trần 85. Khi đập đầu vào trần thì nôm na một cái là nó sẽ bị trần nó dội vào đầu, thì đương nhiên là cổ phiếu đây một cái cây đinh ba nó đang tụt xuống một tí thì cũng không sao cả. Về mặt tín hiệu kỹ thuật thì có thể là nó sẽ chỉnh giảm về đây một tí, và sau đó thì chúng ta sẽ đánh nhịp bắt lên ở đây. Ok, chúng ta sẽ đánh nhịp bắt lên ở đây. Đó, vậy thì sao? Ok, rất tốt ở đây rồi, chúng ta rất tốt ở đây rồi đúng không ạ? Rồi, sang tuần thì có thể chỉnh giảm lại, công lại cái trần ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ có tiếp những cái điểm mà phân tích, và Hùng Lê sẽ tiếp tục cập nhật ở trên team Zalo. Còn trên team trên 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 bản tin tuần thì hàng tuần thì Hùng Lê mới cập nhật được. Nên là chúng ta cũng rất là thông cảm ở cái góc độ như vậy. PNG đó, PNG là cũng rất nhiều những anh chị em là bắt đầu khi nó chỉnh giảm về đến đây, cái vùng hỗ trợ 55 là cũng chat hỏi Hùng Lê đòi cắt lỗ, thì Hùng Lê bảo là chúng ta tại sao chúng ta phải cắt lỗ ở vùng 55 nhỉ, đúng không? Bởi vì Hùng đã dò tìm một cái vùng hỗ trợ rất là đẹp ở đây. Và bản thân PNG ngày hôm nay thì PNG cũng đập trần thì bị dội lại, đập trần 60, không giữ lại được nhịp. Và với cái tín hiệu kỹ thuật như vậy thì chúng ta lại phải chờ phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba để xem là cái PNG nó tích lũy ở quanh vùng 58 này hay không, và PNG sẽ cần vượt thoát vùng 60, và khi bay được cái mốc 60 thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái câu chuyện về PNG sau. Nó sẽ có những cái target rất là đẹp. Bản thân thì PNG cũng đã có những cái phân tích rất là dài từ dưới này rồi, và hiện tại thì cũng đang phân tích một sóng lên. Bên này là phân tích một sóng xuống của PNG các anh chị nhé, qua các tuần thì Hùng phân tích một sóng xuống, và bây giờ thì lại qua các tuần Hùng Lê lại phân tích một sóng lên của PNG. Đó, chúng ta cứ nối tiếp nhau như vậy. Bình Minh, BMP. Đối với Bình Minh, hình như là Bình Minh chia cổ tức nên là một số cái
Hùng Lê chưa cập nhật rồi, như thế này là chưa cập nhật về Bình Minh rồi, bởi vì Bình Minh vừa chia cổ tức, và chia cổ tức xong thì nó sẽ có những cái điểm gãy thoát, nó sẽ phải chỉnh chỉnh trang lại một tí, chỉnh trang lại một tí. Thì về cơ bản là ở đây Bình Minh ở cái vùng 4 đây các anh chị nhé. Đấy, một cái mô hình Hùng Lê phân tích khá là kinh điển trong cái phân tích kỹ thuật, đó là đây Bình Minh nó cũng giống như Park này, nó cũng rất giống Park. Thì bản thân Bình Minh là đang sau khi mà vượt thoát kênh xong thì Bình Minh đang có những cái tuần đi ngang tích lũy, và cái tuần đi ngang tích lũy này không gãy vùng 44. Các anh chị lưu ý là trước đây nó sẽ ở một cái giá cao hơn, nhưng mà giá sau chia nó sẽ ở khoảng vùng 44, và ở cái vùng này không gãy, đúng không? Ở cái vùng này không gãy thì như vậy là Bình Minh sẽ có những cái phiên đánh tạo lập tiếp theo đó. Bình Minh sẽ có những cái phiên đánh tạo lập tiếp theo, những cái phiên đánh tạo lập tiếp theo ở đây. Và cái mục tiêu thì hình như đâu đó, bởi vì là vì nó chia và Hùng Lê lại chưa cập nhật, nên đâu đó sau chia ở khoảng vùng 50 gì đấy, 50 51 gì đấy. Đúng rồi, sau chia ở vùng 50 51, còn trước đây là ở vùng 55 55 56 gì đó. Thì các anh chị xem lại Bình Minh. Bản thân Bình Minh thì là một mã cổ phiếu rất là đẹp, rất là hay, và Hùng Lê đã có một cái nhịp phân tích từ đâu đó khoảng vùng 34, và bên này một sóng xuống, và bên này Hùng Lê liên tục phân tích cập nhật một cái sóng lên như này, các anh chị có thể nhìn thấy qua thời gian, đúng không? Qua thời gian thì những cái nhịp Hùng Lê phân tích thì điểm gọi là cái giá của cổ phiếu điểm sau cao hơn điểm trước đó, và đang hình thành một cái mô hình sóng lên đó. Thì chúng ta chỉ cần ghi chép lại thôi, và chúng ta cứ theo thế chúng ta làm, tại sao chúng ta không làm được nhỉ, đúng không ạ? Mà chúng ta lại đi nói những cái câu nói mà Hùng Lê cho rằng là các anh chị nói như vậy chả có cái năng lượng nào về 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 cho anh chị cả. G đối với cơ điện lạnh G, Hùng Lê dò tìm cái vùng giá mục tiêu 29.5, và về cơ bản thì G bây giờ nó đang mục tiêu của Hùng Lê đặt ra G đánh chạm vùng vùng 33 đến vùng 34, và bây giờ thì đang có một cái vùng kháng cự nho nhỏ đây này. Ở vùng 31 thì chưa 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 vượt thoát được, nhưng bản thân trong cái thời điểm hiện tại thì cái thanh khoản G hơi kém và không ổn định, chính vậy nên Hùng Lê cũng không có kết. Hùng Lê chỉ phân tích để chúng ta có những cái góc nhìn nhận nó tương đối thôi. Câu chuyện về FPT như thế nào ạ? FPT đó, câu chuyện về FPT. Thì bản thân FPT, nói đến FPT thì Hùng sẽ phải 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 lục lại cái phân tích của Hùng Lê, để Hùng Lê tại sao Hùng Lê phải phân tích, Hùng Lê phải lục lại để tìm lại, bởi vì cái này là một cái ý để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta sẽ có những cái kiến thức nhiều hơn. FPT. Đây các anh chị nhá. Có một anh chị có hỏi Hùng Lê về FPT, và cách đây không biết là 3 ngày. 3 ngày đây, 3 ngày nhá. 3 ngày đây. Thì Hùng Lê có đề cập như sau: nếu anh đang có vị thế trong tài khoản thì chúng ta có thể mua để kỳ vọng cái nhịp đánh này sẽ chạm vùng 52 đến vùng 53. Đây là một cái ý rất là quan trọng để cho các anh chị sau này chúng ta nhớ này, và chúng ta sẽ đưa vào những cái chiến thuật của mình này. Điểm nhấn kỹ thuật của cổ phiếu này hiện tại là đang đi ngang, không có V, không gãy 50, thì có thể ý đồ tạo lập đánh thêm một nhịp hút dòng tiền của nhà đầu tư trước khi phân phối. Bản thân cổ phiếu khi đi ngang ở không V, không gãy kỹ thuật thì gần như đây chỉ còn lại là đội lái đánh với nhau. Nhỏ lẻ gần như đã bị nhảy ra khỏi tàu hoặc là rụng hết. Chúng ta cần quan sát cái cách khớp lệnh của cổ phiếu để dự đoán ý đồ tương lai tạo lập của cổ phiếu, đó chính là trend cổ phiếu trong tương lai. Đó. Vậy thì tại cái thời điểm cách đây 3 ngày thì Hùng Lê đã một anh một 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 anh trong trong cái team của Hùng Lê có hỏi cách đây 3 ngày, tức là ngày hôm nay. Đây chính là ngày này. Thì Hùng Lê có những cái quan sát ở đây là đây các anh chị nhìn thấy nhé. FPT gần như không có khối lượng khớp lệnh, và cái vùng 50 ở đây nó không gãy. Thì chính vì vậy là sẽ có một cái ý đồ nào đó đen tối ở đây, là sẽ đánh một nhát nữa rồi 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 phân phối. Thì cái phiên ngày mùng 5 tháng 6, xin lỗi, ngày mùng 6 tháng 5 thì đã có ý đồ tạo lập đánh vượt thoát luôn, đánh bung luôn và đánh luôn bung luôn cái mốc 52, và đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê đã hoàn toàn là coi như hết cái kỳ vọng của FPT, tức là chúng ta phân tích đến đây là đạt kỳ vọng của Hùng Lê. Đó là cái mốc target cuối cùng của FPT mà Hùng Lê kỳ vọng là đã đạt vùng 54.
Và trong 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 ngày hôm nay, đúng không? Đây, các ngày hôm nay thì Hùng Lê cũng đã có FPT 4 giờ. Thì Hùng cũng có đề cập đến việc là FPT sẽ gọi là hoàn thành cái kỳ vọng, nó nôm na nó là như vậy, và chúng ta sẽ dừng phân tích ở đây. Và cái kỳ vọng của Hùng Lê phân tích từ vùng 40 và bây giờ đã lên đến tận vùng 52, 53, 54 đó, thì đây là một cái con đường phân tích sóng lên, và Hùng dự kiến rằng tạo lập sẽ kéo lên một vài cái điểm ở đây, và rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân đua lệnh vào đây, thì chúng ta sẽ vô hình dung là chúng ta sẽ ôm lại những cái lệnh xả của lái của tạo lập Novaland. Đấy, Novaland cũng không có cái gì các anh chị nhỉ. Đó, cái vùng Hùng đưa cho anh chị đây vùng 51.3, và cứ thế thôi. Nếu mà chúng ta lướt lát ngắn thì con này là con tạo lập thôi. Và Hùng cũng có đề cập đến với các anh chị là với những cái đồ tạo lập như hiện tại thì rất có thể là Novaland trong nhịp này sẽ đánh. Đó, thì cái đánh đầu tiên, cái mốc đầu tiên mà Novaland đạt được đến đó là khoảng vùng 56, sau đó sẽ có thể là đến cái vùng 58, 62 ở đây. Đó, và với ý đồ như này thì Novaland sẽ có một sóng đấy các anh chị, chúng ta lưu ý nhá. Những cái gì mà Hùng Lê đã khuyến nghị rồi thì Lê sẽ không nhắc lại nhiều. Gap, ok, gap hôm nay chạm trần 70, và chúng ta sẽ có thể gap sẽ có những cái điểm tích lũy ngang ở quanh vùng 69, 69, và sau đó thì tuần tới có đánh vượt được vùng 70, và có chỉ cần một cái phiên có tín hiệu xác nhận break đánh qua vùng 70 thì như thế là gap sẽ bắt đầu một cái chân trời mới, và những cái điểm mùng lê phân tích của gap ở đây các anh chị xem lại ở vùng 54 đến vùng 55.5, và tiếp theo một cái vùng ở đây vùng 60 đến vùng 61.5, và vượt trần 70 chúng ta có một cái target tiếp theo. PLX, Hùng cũng đã có đề cập rồi. Mục tiêu đầu tiên là chạm vùng 45, chạm vùng 45 là chỉnh. Đập trần mà, đập trần thì đau. Đội trần bao giờ cũng đau, chỉnh, và chúng ta sẽ dò tìm một cái vùng giá mục tiêu của PLX ở đâu đó ở đây. Thì căn cứ cái tình hình thực tế của thị trường thì Hùng Lê sẽ tiếp tục cập nhật. Và bản thân ở trong cái bản tin video số 102 thì Hùng Lê cũng đã đề cập đến các cái nhóm P, banh, khu công nghiệp, đó là những cái nhóm mà chúng ta sẽ có một cái trận đánh lớn. Đúng không ạ? Rất là đẹp, và đúng là đẹp. Rất là đẹp luôn. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu PVS. PVS thì ngày hôm nay vẫn chưa thể vượt thoát thành công một cách thuyết phục ở vùng giá 12. Bản thân PVS thì có một cái cản ở đây của 12 đây. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PVS thì dòng tiền nó cũng chưa thực sự là mạnh, và bản thân thì một số các cái tài khoản của Lê thì cũng đã chốt chốt P để chuyển sang banh. Nhưng nhìn ở trên mặt lý thuyết kỹ thuật thì P vẫn đang còn rất nhiều cơ hội, các anh chị cứ yên tâm như vậy. Chúng ta nhìn thấy dòng tiền vẫn tiếp tục đi lên, đường MACD vẫn rất là đẹp, và những cái phân tích và định lượng khủng lê của PVS ở khoảng vùng 10.5, 10.6 vẫn nguyên giá trị, và chúng ta vẫn hoàn toàn kỳ vọng từ vùng 10.6 và trong nhịp này có thể sẽ đánh về vùng 14 đến vùng 15 của PVS. Đó là những cái kỳ vọng khủng lê. Tiếp tục về PVD. PVD thì như thế nào ạ? Chúng ta có đây, chúng ta có dò tìm một cái vùng 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 hỗ trợ dài của PVD ở cận trên ở khoảng vùng 8.5. Thì trong cái quãng thời gian này thì PVD gần như cũng không đi gãy ở cái vùng này, và chúng ta có một cái vùng hỗ trợ cao hơn ở vùng 9, thì bản thân PVD là cũng cũng đang đang bị ép, tức là gần như các anh chị khi chúng ta nhìn thấy nhé, đó, cổ phiếu nó sẽ đi vòng vo như này, đó, thì vẽ một cái hình tượng rất là nôm na, tức là có thể như vậy, đó, nó sẽ đi vòng vo như vậy và sẽ đến một cái điểm nào đó, một cái điểm nào đó nó thoát kênh, đây chính là những cái điểm thoát kênh. Đó, những cái điểm thoát kênh thì chúng ta đã có những cái điểm mua vị thế, tức là những cái điểm mua thấp ở vùng giá 9, thì những cái điểm thoát kênh này chúng ta vào full hàng luôn, đó thì rất là an toàn. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PVD thì Hùng Lê vẫn dành rất nhiều sự kỳ vọng cho nhóm P, và chúng ta sẽ kỳ vọng là P sẽ sau những cái nhịp chỉnh kỹ thuật, đúng không ạ, thì P sẽ tiếp tục đánh, và cái điểm đến tiếp theo thì có thể sẽ ở khoảng vùng 11 đến vùng 12 đối với PVD, sau khi mà đánh vượt thoát được cái vùng vùng 10 đây, PVD đang bị gặp cản 10. PVT thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, không gãy vùng ở đây. Hùng có dò tìm cái vùng giá mục tiêu 9.5 cho anh chị này.
9.5 không gãy, và hiện tại thì cũng đang gặp cản ở đây. Thì mục tiêu cơ bản của em này thì không không được mạnh như hai mã mấy mã P kia. Đầu tư thì cũng không không đẹp lắm. Phân tích tiếp POVK đây này, nghe cái bạn nào bạn ấy bảo là ông Lê phân tích POVK như gà hóa rồng à? À xin lỗi cả nhà, vịt hóa rồng hay là con gì hóa rồng, các anh chị xem lại cái comment ở trên 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 cái dòng thời gian này hồ ông Lê cái. Thì Hùng cũng không biết là gà hóa rồng hay vịt hóa rồng hay cái gì hóa rồng cả, và quan trọng là chúng ta cứ đúng cái những cái ý đồ phân tích tạo lập để chúng ta phân tích. Thì trong một cái nhịp ở đây thì Hùng Lê đã phân tích ở vùng 10, và khi cổ phiếu này có xu hướng kéo qua ở vùng 10 đó thì Hùng Lê đã có một cái nhịp ở đây, tức là khi mà cổ phiếu kéo qua thì cổ phiếu cần phải test lại cung, và cái điểm test cung ở đấy là sâu nhất ở khoảng vùng 9.5, 9.4 gì đấy. Thì các anh chị nhìn thấy đây là hai phiên test cung. Test cung xong thì cổ phiếu lại bắt đầu đánh được vượt thoát vùng 10, thì bây giờ cái vùng 10 sẽ trở thành là cái điểm hỗ trợ của cổ phiếu POVK. Đó, để làm sao để chúng ta có được cái điểm tỳ bật để đưa cổ phiếu này lên vùng 11 hay không, thì cái vùng 10 này chính là vùng 11 là vùng đại học, thì vùng 10 là vùng tốt nghiệp phổ thông, đúng không ạ? Phải giữ được với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng đang có một cái lực lực chốt của POVK, nhưng mà chúng ta nhìn thấy những cái lịch sử tạo lập đánh của POVK ở đây thì POVK cũng đã có những cái nhịp đi tương đối là mạnh. Như vậy thì với một cái nhịp đánh này thì đây chỉ mới, nếu mà các anh chị mà học về lý thuyết sóng Elliott thì chúng ta tạm coi đây là sóng 1. Sóng 1 thì nó sẽ có một cái sóng chỉnh, và sau đó thì sóng chỉnh 2, và sau đó nó sẽ đi về cái sóng 3. Thì cái sóng 3 thường là một cái sóng rất là mạnh trong cái lý thuyết về sóng Elliott, và chính vì mạnh nên là Hùng Lê đang mô phỏng, cái này là mô phỏng các anh chị nhé, chứ Hùng Lê chưa phân tích đến đến những cái điểm ở trên này. Và đầu tiên phải là 11 đã. Đấy, đến được 11 thì chúng ta mới tính đến 12, 13 đúng không ạ? Chứ bây giờ đang 10 mà còn 11 cũng chưa lên được thì chúng ta nói gì đến câu chuyện 12, 13 đó. Mã cổ phiếu OI. OI đó, các anh chị có thể nhìn thấy những cái ý đồ tạo lập của Hùng Lê phân tích của OI này, gần như là nó như đặt vùng hỗ trợ của OI này 6.6 này, đánh lên này, đánh xuống này, chạm lại hỗ trợ này, xong đó tiếp tục đánh lên. Chỉ tiếc là phiên ngày hôm nay thì OI hơi tiếc một tí, OI hơi tiếc một tí các anh chị, OI hơi tiếc một tí là không giữ được trên 8. Và đến thời điểm này thì bây giờ cái vùng 8 nó lại trở thành cái vùng hỗ trợ, cái vùng tỳ bật và kỳ vọng để lên được vùng 9, và sau đó mạnh hơn thì chúng ta sẽ có những cái phân tích về mặt kỹ thuật tiếp theo. Nhưng với những cái cách đi của cổ phiếu OI thì nó cũng đang khá là đẹp rồi, và rất nhiều những cái tài khoản đọc tin của ông Lê đang nắm giữ OI ở khoảng vùng 6.5 đến vùng 7, bây giờ vẫn đang nắm với những cái để chờ những cái mục tiêu tiếp theo. Và nhóm P Hùng Lê cũng có chia sẻ rồi, nhóm P thì vẫn là những cái kỳ vọng lớn và chúng ta vẫn chưa thể là hết được những cái này. Đạm Cà Mau, Đạm Cà Mau ok đó. Sau khi những cái phân tích Đạm Cà Mau bây giờ rất là khỏe khỏe ở góc độ là chúng ta dò tìm một cái vùng chỉnh ở khoảng sâu hơn ở vùng ấy, những vùng dưới 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 7.5 là vùng 7, nhưng gần như Đạm Cà Mau không có đi ngang, không 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 có chỉnh, và tín hiệu dòng tiền thì đi xuống nhưng giá mặt bằng giá cổ phiếu thì vẫn neo ngang ở quanh cái vùng vùng 8. Điều này cho thấy là Đạm Cà Mau đang có những cái ý đồ sâu xa ở đây, và chúng ta sẽ quan sát, và cơ bản là ý đồ là muốn đánh tiếp. Đạm Cà Mau thì đâu đó đang có những câu chuyện về cơ bản về tài sản gì đấy, tài sản hết khấu hao, các anh chị có thể xem lại Hùng Lê. Hùng Lê thì cũng đọc sơ sơ như vậy thôi. Đó, Đạm Phú Mỹ này, Đạm Phú Mỹ các anh chị có thể nhìn thấy chưa? Cái vùng 15.2 chính là cái vùng Mộc Lê phân tích cái cản ở đây, và có thể tạo lập chạy kéo qua vùng 15.2 và phân phối lại về vùng bao nhiêu ạ? Vùng 14. Và vùng 14 này không gãy thì chúng ta mới có được một cái điểm đánh tiếp theo. Còn nếu mà vùng 14 mà gãy thì chúng ta lại đi về vùng 12.5, và đối với Đạm Phú Mỹ là xấu rồi, đúng không ạ? Các anh chị nhìn thấy đó, xấu rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là vùng 14 nó không tích lũy lại được. Nó gãy vùng 14 này, nó gãy 14 xong rồi nó cố kéo lên, và đây là hai cây nến chạm lại vùng 14, tức là lại chạm lại trần, và khả năng xu hướng là đang đang đúng theo cái mô hình vùng Lê mô tả đây, tức là uốn lên và chạm một tí và sau đó chỉnh giảm lại, và chỉnh giảm lại ở cái vùng mục tiêu ở đây nó phải là hợp lý ở khoảng vùng 13. Tháng về vùng 13 sẽ tích lũy được. Ok. Hết chưa? Nhóm ngành dầu khí hết rồi, chúng ta sẽ nói đến nhóm rất quan trọng, nhóm tiêu điểm của team của chúng ta, đúng không ạ? Chứng khoán chiến binh trên từng con sóng, Vietcombank.
Bản thân thì các anh chị có thể xem lại những cái bản tin trước, Hùng Lê đã có phân tích về nhóm banh, và nhóm banh thì nó đẹp nuột nà như là hoa hậu Mai Phương Thúy, đâu đó một cái câu nói vui của Hùng Lê không biết là trên bản tin hay là trên video. Thì Hùng Lê đã có phân tích Vietcombank từ vùng giá 55, và bên này là Hùng Lê phân tích một sóng xuống đây các anh chị, và bây giờ Hùng đang phân tích một sóng lên. Những cái sóng lên của Hùng Lê phân tích rất là theo những cái dòng thời gian, đúng không ạ? Theo những cái dòng thời gian, và cái đích 72 thì đâu đó là đây, những cái vùng này đã hoàn thành cái mục tiêu của Hùng Lê rồi. Và hoàn thành xong thì Hùng Lê tiếp tục có một cái điểm nhấn kỹ thuật của Vietcombank ở đây, vùng 67.5. Và chính là cái phiên này này, cái phiên phiên mà rút về 55 này xong rút lên thì Hùng Lê đã có những cái phân tích ở trên room nhiều lắm các anh chị ạ. Những cái phân tích của Hùng Lê nó nhiều lắm. Đây Hùng sẽ đánh Vietcombank này. Đó, các anh chị có thể nhìn lại này. 5 giờ, 6 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 9 ngày, 10 ngày, 11 ngày. Đây 11 ngày, 14 ngày. 17 ngày, 18 ngày đều có Vietcombank, cái tần suất những cái mã cổ phiếu đẹp và nó liên tục được cập nhật như vậy. Và Vietcombank thì chúng ta có một cái vùng cản 72, ngày hôm nay Vietcombank tuyệt vời đã đánh vượt thoát vùng 72. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vietcombank thì Vietcombank có thể test lại vùng 72. Đó, test lại vùng 72 trước khi tiếp đến một cái mục tiêu T80 của chúng ta ở đây. Và với những cái tài khoản đang nắm full bank trong team của Hùng Lê thì chúng ta rất là vui rồi, đúng không ạ? Ta đang có được những cái nhịp đi của nhóm này rất là đẹp, và đó là những cái giá trị mà khi mà các anh chị về với Hùng Lê. Bit bit ngày hôm nay thì nó lại xấu, thực ra là nó cũng 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 không hẳn là xấu lắm, nhưng mà do ý đồ tạo lập của phái sinh nên là bit lại bị giảm điểm. Và tất nhiên cái nhịp giảm này thì nó không có gì xấu cả, bởi vì đối với bit Hùng Lê đã dò tìm ở một cái vùng giá 35 rất là đẹp ở đây để chúng ta đánh. Và từ 35 này thì đấy, những cái dự báo của Hùng Lê là bit sẽ đánh chạm đây là vùng 38 thì cũng không có cái gì xấu cả, đóng cửa vùng 38, đóng cửa đúng trần. Đó, đóng cửa đúng trần luôn, nó đúng cái trần nhà mà Hùng Lê phân tích đây. Thì với kỹ thuật với, thường là với cái tín hiệu kỹ thuật thì có thể bit sẽ test lại ở vùng 37.5 hoặc vùng 37 một tí, và sau đó thì sẽ kéo lên. Về chung quy lại là nhóm ngành ngân hàng, nhóm banh đẹp lắm, đẹp đẹp miên man. Và bit thì Hùng đã có một cái phân tích từ vùng 31.2, và cái biên của bit ở đây là vùng 30 đến 32.5. Các anh chị xem lại những cái bản tin mà Hùng Lê phân tích theo dòng thời gian. Tiếp theo là mã cổ phiếu công thương, đúng không ạ? Sao nó đẹp thế? Công thương Hùng Lê mệt quá. Đã dò tìm cái vùng giá mục tiêu phân tích ở vùng 18.5 đến vùng 19, đúng không ạ? Và có những cái nhịp đánh vượt thoát ở vùng 20, và chỉ tiếc là ngày hôm nay thì công thương đã không đóng được ở cái vị thế cao nhất. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì công thương cần phải công lại cái vùng kháng cự đầu tiên của công thương, đó là vùng 22. Khi chạm về thường chạm về vùng 22 thì cổ phiếu sẽ có những cái nhịp đập nhả lại. Đập nhả lại, mà đập nhả lại đẹp nhất là phải 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 đập nhả lại khoảng tầm độ thứ ba đến thứ tư tuần sau, và sau đó cuối tuần thì kéo lên. Và sau đó thì sẽ có những cái nhịp kéo lên thì Hùng Lê sẽ phải quan sát cái nhịp đập nhả của công thương là nó sẽ tích lũy nền ở vùng nào. Khi mà chúng ta có được một cái nhịp một cái điểm tích lũy nền ở vùng nào rồi ấy, thì khi đó thì chúng ta mới mới có thể phân tích được những cái định lượng tiếp theo. Nhưng về cơ bản là công thương thì cũng là một cái cổ phiếu mạnh của trong team của chúng ta. VBank, VBank tuyệt vời chưa ạ? VBank những cái điểm phân tích về mặt chiến lược ở đây vùng 19 đến vùng 19.5. Căng căng đét hơn nữa thì lên vùng 20 một tí. Hai vùng 20 một tí, và Hùng Lê kỳ vọng đánh từ vùng 19.5, và điểm đầu tiên mà VBank cập bến đó là đánh vượt qua vùng 22.5. Và trong cái kịch bản mà phân tích của Hùng Lê của VBank trong ngày hôm nay, đây Hùng Lê sẽ cho các anh chị xem luôn. Đó. Rất là thường nhật chứ không phải là chém gió, chúng ta không chém gió một tí nào cả. VBank cập nhật lúc này là 12 giờ 12 phút. Với động thái tăng mạnh của nhóm banh thì đây một cái này cũng rất quan trọng này. Thì ngày gần như ngày hôm nay đã đưa mặt bằng nhóm banh về vùng kháng cự mạnh. Các anh chị nhìn
lưu ý là vùng kháng cự mạnh của nhóm banh. Chính vì vậy nên là kết phiên nó không đóng cửa được ở vùng giá cao nhất thì nó cũng là hợp lý, bởi vì ngay từ 12 giờ trưa là cũng đã có những cái nhận định là với cái tốc độ tăng mạnh, tăng nhanh, tăng sốc như này thì đã đưa cái nhóm này về vùng kháng cự, và về vùng kháng cự thì nó phải như thế nào, nó phải chỉnh giảm lại. Chính vì vậy rất có thể phiên ngày thứ hai, thứ ba tuần tới banh sẽ chỉnh nhẹ mang tính kỹ thuật rồi kéo tiếp. VBank gặp cản ngắn hạn ở vùng 22.5, phiên hôm nay kéo trần để thì tốt, và để cho phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba trả cung về vùng 22 tích lũy, và tích lũy thành công ở cái vùng 22. Chúng ta có target của VBank ở vùng 24 đó, rất là mạch lạc luôn đúng không ạ, rất là mạch lạc luôn. Thì bản thân là ngày hôm nay là VBank kéo trần đúng không, hoặc là gần trần gì đấy đó, thì đúng ý đồ hùng lên luôn. Và sau khi mà kéo như này thì phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba trả cung về vùng 22, và sau đó thì kéo tiếp một nhịp nữa rất đẹp, đúng kỹ thuật, và chúng ta cứ bình tĩnh để chúng ta gần trần thì không không đóng được trần đúng không ạ, VBank không đóng được trần. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có ACB và ACB. Đối với ACB đó, các anh chị nhìn thấy những cái vùng màu phân tích ở đây, vùng 19.5 đấy, căng lắm là 19.5, nó đẹp như vậy tại sao chúng ta lại không 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 mang nó về nhà mình. Và cái vùng tích lũy trung bình của nó là 20.5 ở đây. Đối với ACB thì trong phiên ngày hôm nay đã có cái tín hiệu vượt thoát, lực cầu bắt đầu duy trì ổn định trở lại, và với những cái tín hiệu hiện tại của ACB thì hoàn toàn chúng ta có thể kỳ vọng một cái target tiếp theo của ACB ở vùng 24 ở trong 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 nhịp đánh này của banh rất đẹp. Techcombank MBB, đánh MBB trước đó. MBB chúng ta đã bắt đầu phân tích MBB từ khoảng vùng giá 14, và sau đó những cái đường cong ở đây và những cái vùng kháng cự của MBB ở vùng 17 đó, các anh chị nhìn thấy không ạ? Và khi MBB chạm vùng 17 thì Hùng Lê tiếp tục dò tìm một cái vùng mà MBB sẽ chỉnh lại đây đó, dò tìm vùng chỉnh lại đây ở vùng 15, và từ vùng 15 này thì đánh chạm vùng 17 và đánh hôm nay lại đánh chạm trần rồi các anh chị. Đánh chạm trần thì nó lại thụt thôi đó, đánh chạm trần thì nó lại thụt thôi, khả năng là sẽ chỉnh lại tích tích lũy lại một nửa của cái biên này, tức là ở đâu đó khoảng vùng 16, và sau đó thì sẽ lại phải công lại trần tiếp, và khi mà công thành công cái trần này thì lúc đó chúng ta sẽ có tiếp những cái điểm đến tiếp theo của MBB. Nhưng dự kiến là khả năng là điểm đến tiếp theo sẽ ở khoảng vùng 19, ở khoảng vùng 19 sau khi mà công công thành công và tích lũy thành công ở vùng 16 và công thành công ở vùng 17 sẽ đi về vùng 19. MBB cũng đang rất là đẹp trong nhóm banh. Techcombank hôm nay CE như thằng điên. Tại sao lại gọi thằng điên? Bởi vì mọi người hay nói vui là CE là cởi trần, mà cởi trần thì mà chạy nhông nhông ở trên sàn chứng khoán thì ai chả nhìn thấy thì sẽ được xếp vào người điên hay là cổ phiếu điên. Đó, đối với Techcombank, Hùng có những cái phân tích định lượng ở đây trong một cái sóng lên, và cái điểm chạm trần đầu tiên đó là khoảng vùng 17.9 đến vùng 18, chúng ta cho lên khoảng vùng 18. Và trong phiên ngày hôm nay thì Techcombank đã có một lực cầu rất là mạnh và hút qua vùng 18, và với cái lực đánh như thế này thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng Techcombank ở một cái target chúng ta đã phân tích định lượng sẵn trước là vùng 20. Ok, không có gì để bàn cãi cả. Ở HD Bank đấy, bán bò tậu ảnh ương ở câu chuyện về HD Bank, bởi vì khi tại cái thời điểm là HD Bank tại cái thời điểm là HD Bank nó cứ lình chình đi ngang này, là rất nhiều những anh chị là rất là khó chịu ở những cái tuần 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 tích lũy đó, chính là những cái tuần trước mà Hùng Lê phân tích nhóm banh thì nó tích lũy đẹp như vậy ở cái biên 20, nó đẹp miên man như thế này, tại sao chúng ta lại bán nó đi đúng không ạ? Nó tích lũy đẹp như thế này và lực cầu bắt đầu quay trở lại ổn định trở lại thì nó sẽ đánh lên, và đầu tiên thì chúng ta sẽ kỳ vọng HD Bank ở vùng 24, không có gì thay đổi cả. Cái kịch bản về phân tích của HD Bank thì Hùng Lê đã có rồi. Các anh chị chờ một tí uống cốc nước, trời nắng quá. Trong nhóm banh chúng ta phân tích thêm mấy mã cổ phiếu nữa. STB cũng rất là quan trọng. Đó, bản thân STB thì sau một cái nhịp ở đây, đó là cái nhịp chạm trần 10 thì hôm nay đã có những phân tích là cổ phiếu này sẽ phải tích lũy lại. Và biên ở đây các anh chị xem lại 8.75, tích lũy thành công biên 8.75 sẽ đánh chạm vùng 10, và về cơ bản là trong nhịp này sẽ chạm vùng 10.
chạm vùng 10 thì sẽ ở đây chúng ta sẽ xem những ý đồ tạo lập, nhưng khả năng là sẽ chạm vùng 10 thì sẽ đổ thôi, à không phải đổ, chỉnh kỹ thuật, và có đánh được gãy 10 hay không thì Hùng Lê lại phải xem cái vùng mục tiêu, dò tìm cái vùng mục tiêu ở đây và sẽ tiếp tục cập nhật cổ phiếu STB. VIB là một cái mã cổ phiếu cũng rất là đẹp mà Hùng Lê cũng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mua trong team của Hùng Lê, mua mua từ những cái vùng 14 nó đẹp như vậy, nó tích lũy, các anh chị nhìn thấy đánh lên và Hùng Lê dò tìm cho các anh chị một cái vùng giá 14 rất là đẹp ở đây để chúng ta mua, và chúng ta chờ 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 cái gì ạ? Chờ khi khi mà chúng ta đã có điểm mua gom rồi thì chúng ta sẽ chờ khi mà VIB đánh vượt thoát mốc 15, và thoát mốc 15 rồi thì chúng ta sẽ có những cái target tiếp theo của VIB ở đây ở vùng 16.5 đến vùng 17, thì đấy là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật, và Hùng Lê sẽ tiếp tục cập nhật mã cổ phiếu VIB. Liên Việt Postbank đó, giờ chuẩn lắm, không ai bắt lỗi được đâu. LBP chết rồi. Đấy, nếu mà đọc chuẩn tên thì lại đánh sai. Liên Phong Bank thì lại liền vần đúng không? Đánh rất đẹp, và đó thì Liên Việt Postbank khi mà Hùng Lê đã có một cái phân tích chỉnh chạm ở đây, chúng ta dò tìm những cái vùng giá mục tiêu rất đẹp ở vùng 6.5 đến vùng 7. Tích lũy thành công, đây là những cái điểm tích lũy thành công thì như thế nào? Thì lại xong rồi, thì lại tăng thôi. Vùng 8, vùng 8.5 đích đến ở đây, không có gì thay đổi. Đó. Mà rõ ràng một điều là Hùng Lê đã phân tích đến như thế này mà các anh chị không đưa được cổ phiếu về nữa thì Hùng cũng không hiểu là chúng ta sẽ làm gì để chúng ta đầu tư chứng khoán. Như là dạy vỡ vỡ lòng luôn, gọi là từng cái chi tiết đến từng cm. Hai mã ba mã cổ phiếu liên quan đến nhóm ngành chứng khoán. Bởi vì Hùng Lê đã có phân tích định lượng ở trên Zoom. Trên Zoom thì khi mà nhóm ngân hàng tăng thì nó sẽ kéo theo nhóm chứng khoán tăng, và bản thân thì Hùng Lê đã có khuyến nghị mua HCM ở vùng 16. HCM mua ở vùng 16 để đánh đánh T cộng, và mục tiêu thì sẽ chạm lại vùng 18, và các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? Đấy, đập trần H là rụt cổ ngay. Đau mà. Đau thì phải rụt cổ xuống. Thì khi chạm về vùng 18 thì lại chỉnh lại một tí ở đây này, nhẹ nhàng đây, và chúng ta sẽ chờ những cái điểm tích lũy ở phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới. Đó là hai phiên rất quan trọng để cho Hùng Lê có được những cái định hướng về bản lề, cái xu hướng thị trường tiếp theo. Về cơ bản thì HCM Hùng Lê cũng đã có khuyến nghị là chúng ta đánh đánh T cộng đúng không ạ? Có gì nói lấy đúng không ạ? SSI đó, SSI thì vùng hỗ trợ ở đây đâu đó khoảng 12.5, bây giờ lại đánh chạm trần, có vượt được trần hay không thì lại câu chuyện tiếp. Hôm nay thì SSI cũng có một phiên giao dịch khá là bùng nổ về 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 khối lượng, thì chúng ta sẽ chờ thôi, chúng ta sẽ chờ khả năng là sang thứ hai tuần tới thì SSI sẽ tích lũy đi ngang ở quanh vùng 13 đến vùng 13.5. Bản thân thì SSI không mạnh nên Hùng cũng không có khuyến nghị chúng ta tham gia, còn Hùng khuyến nghị các anh chị cái mã cổ phiếu HCM và SHS, bởi vì đấy là những cái mã cổ phiếu mang cái tính tạo lập khá là mạnh. Đó, đối với SHS này, khi mà các anh chị về team Hùng Lê chắc chắn các anh chị sẽ không mua ở những phiên này, bởi vì Hùng Lê đã phân tích là về đến đây sẽ chỉnh đúng không ạ? Về đến vùng 9.5, vùng 10 sẽ chỉnh. Chỉnh về đâu thì mua? Chỉnh về đây. Được chưa ạ? Chỉnh về vùng 7.5 đến vùng 7.7 thì mua. Mua ở đây xong thì chúng ta lại chờ đợi một cái nhịp đánh ở đây, không về đến đỉnh đâu nhưng mà khả năng là cũng về đến vùng 9 đến 9.5. Đó thì ngày hôm nay là đã về đến vùng 9 các anh chị nhé. Nó về đến 9 thì rụt cổ lại một tí không sao cả, SHS vẫn còn những cái cơ hội đánh. Và đối với SHS Hùng Lê có đề cập cho các anh chị đây một cái sóng dài của SHS, nó đánh kinh khủng luôn, đánh từ vùng đâu đó vùng cho là vùng 4 đi, đánh về vùng 10 10 10 16 nhân 4. Thì trong cái thời điểm hiện tại này Hùng Lê đang nhìn thấy là SHS khả năng là các ông tay to tạo lập cũng đang đang định đánh con này đây này, mà đánh khi mà đánh là đánh 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 tí đã luôn đây này, các anh chị lưu ý nó, lưu ý đến thế mà vẫn không được nữa thì thôi. Là chúng ta phân tích nhóm ngành thép HPG. Thì HPG đây, những cái cảnh báo, những cái phân tích của Hùng Lê thì Hùng Lê cũng dẫn chứng lại cho các anh chị thôi để chúng ta không à, thế là Hùng phân tích ở trên Zoom kia. Đây.
tránh cái trường hợp là các anh chị mạng nó đang hơi hơi lag. Đây, cách đây 4 giờ. Lúc đó khoảng 12 giờ 32 phút. HPG cập nhật cập cảng và mốc kỳ vọng cuối cùng của Hùng Lê trong cái nhịp phân tích này, vùng giá 24. Với xu hướng hiện tại thì có thể kéo qua 24, nhưng với Hùng Lê như vậy là đủ. Kết thúc phân tích HPG tại mốc này, còn kéo lên được bao nhiêu thì do ông Mr. thị trường quyết định. Thì bản thân Hòa Phát đúng không ạ? Các anh chị cũng có thể xem lại một cái nhịp phân tích sóng lên của Hùng Lê đây, từ đâu đó vùng 16 rồi lên vùng 18, 18 lên đến tận vùng 22, 22 chỉnh kỹ thuật rồi lên vùng 23, 24, 24 gì đó, tức là đại loại là đến bây giờ thì Hùng Lê sẽ kết thúc cái hành trình của chúng ta, tức là cập cảng rồi. Và bây giờ thì chỉ có canh để chúng ta chốt thôi, chúng ta không còn nhiều cơ hội nữa. Và nếu như chốt xong nó lên thì đấy là cái câu chuyện của cổ phiếu, và chúng ta dành cái những cái lộc đó ở cho người đến sau. Ok được không ạ? Hoa Sen, HSG thì Hùng đã có một cái kịch bản phân tích ở đây, và đến thời điểm hiện tại trong phiên ngày hôm nay thì Hoa Sen cũng đã cập cảng, tức là đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu mà Hùng Lê phân tích ở đây, vùng 8.5, ở vùng 8 đến vùng 8.5, và khi về đến vùng này thì Hoa Sen về cơ bản nó sẽ phân phối, và cũng chúng ta cũng sẽ kết thúc cái hành trình của Hoa Sen tại đây, cập cảng đúng không ạ? NKG đã cập cảng chưa? NKG chưa cập cảng, NKG đang hơi 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 đuối. NKG cập cảng nó phải về đến 8. Nhưng mà đầu tiên nó phải về vùng 7 đã, vùng 7 chưa chưa lên được, vùng 7 kháng cự khá là mạnh thì Nam Kim cơ bản là vẫn 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 còn cái cơ hội để đi lên. Bởi vì là nó chưa chưa gặp kháng cự mạnh thì nó vẫn tiếp tục nó đi lên, nhưng mà cái cơ hội để chúng ta đầu tư chúng ta phải mua ở dưới này, chứ còn lên trên này thì cái cơ hội của chúng ta nó cũng đã bị giảm đi rất là nhiều. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu nhóm ngành xây dựng để chúng ta xem là thời gian vừa qua nó chạy như thế nào. HDC, HDC thì cũng chưa chưa có gì đột biến, đã đi ngang trong một cái biên tích lũy. Đạt Phương, DPG, DPG Đạt Phương thì cũng chưa có gì cả, vẫn là cái vùng ở đây thôi, vẫn đi ở trong cái biên này. À, Cố Tích Công ngày hôm nay bị chốt, Cố Tích Công CTD. CTD ngày hôm nay bị chốt, và có thể cái nhịp chốt này thì nó sẽ rơi lại về vùng 65, thì chúng ta sẽ quan sát Cố Tích Công ở vùng 65. Nếu như Cố Tích Công mà bị gãy vùng 65 thì chúng ta tạm thời chúng ta phải chốt lãi, bởi vì như vậy là Cố Tích Công sẽ lùi, sẽ thủ về ở mốc thấp hơn. Thì bản thân đây là một cái hành trình mà Hùng Lê phân tích Cố Tích Công từ vùng giá 50, và sau đó thì có những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây, ở đâu đó khoảng vùng 60 61, và từ vùng 60 61 này thì sẽ đánh chạm vùng 70, và cổ phiếu này phải break được vùng 70 thì lúc đó chúng ta mới có những câu chuyện tiếp theo. Còn nếu như chưa break được vùng 70, tức là chạm trần thì lại đập lại, nó đập lại và nó lại chỉnh 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 tích lũy kỹ thuật ở đây, thì bây giờ Hùng đang dự kiến là sẽ chỉnh lại khoảng vùng 65. Cái này thì chúng ta cần phải xem phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba để chúng ta xem là cái vùng này nó có bị gãy không. Nếu như mà trường hợp mà bị gãy thì chúng ta sẽ bán để chúng ta chờ mua lại ở vùng dưới thấp hơn để chúng ta có được cái giá vốn tốt hơn. VCS, VCS ngày hôm nay, tức là VCS ngày hôm nay lẽ ra là nó sẽ break được cái vùng vùng ở đây, vùng 65.5, giá break được cái vùng 65.5 để chúng ta có được một cái vùng kỳ vọng mục tiêu ở đây là vùng 80 đến vùng 80 đến vùng 85. Tuy nhiên là kết phiên thì bị tụt lại, không đóng cửa được ở cái điểm cao nhất của VCS ở đây. Thì với tín hiệu kỹ thuật hiện tại như vậy, tức là đã hoàn thành cái mục tiêu là chạm vùng 65. Sau khi chạm xong thì như vậy là sẽ tích lũy lại đây và sẽ tìm một cái điểm tích lũy ở đây này, một nửa cây nến xanh đây. Đâu đó khoảng vùng 62.5. Chúng ta sẽ chờ những cái điểm tích lũy lại của VCS ở vùng 62.5 trong phiên thứ hai tuần tới. Bị chốt do phái sinh quay ngược lại. FRT thì đoạn này Hùng Lê không có khuyến nghị đầu tư nữa, khuyến nghị chốt rồi, bởi vì là
ở những cái tín hiệu đình chỉnh đi ngang như này nó không có nhiều ý nghĩa nữa. Cổ phiếu ba con A thì cơ bản là chạm lại ở đây là chạm lại vùng 11.8 thì tích lũy lại, nhưng mà tín hiệu như này là cũng cũng không thực sự đẹp. Dòng tiền đi ngang mà nó không có cái động lực để đẩy cổ phiếu đi, như vậy nó sẽ rất là khó. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của ban A thì vẫn tiếp tục đi ngang để tích lũy lại. Ok, chúng ta sẽ đảo qua nữa một số các cái nhóm ngành cơ bản khác. Cao su, đối với cao su, cao su hôm nay cũng bị chốt DRC. DRC DRC thì về cơ bản là như thế nào? Chỉnh giảm kỹ thuật ở đây vùng 17.5 18, và mục tiêu của DRC ở trong cái nhịp đánh này đó là chạm khoảng vùng 21.5 đến vùng 22. Ở phiên ngày hôm nay thì DRC đã bị chốt mạnh, như vậy thì chúng ta sẽ phải xem lại ở cái mốc 19. Ở mốc 19 bây giờ lại trở thành cái mốc thủ của cổ phiếu này. Nếu như cổ phiếu mà bị gãy mốc 19 thì nó lại tích lũy lại vùng 18, và nó lình trình đẹp nhất ở khoảng vùng 19 ở một vài phiên, và sau đó lực cầu ổn định trở lại để đánh tiếp. Chắc chắn là phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì thị trường sẽ có những cái gọi là rung lắc để rũ toàn bộ những cái lượng hàng mà đã mua được cùng giá thấp để chốt lãi, và sau đó sau cái nhịp rũ đó thì dòng tiền mới sẽ tiếp tục được thay thế vào. PHR phiên ngày hôm nay cũng không giữ được cái mốc 45, và như vậy là cũng bị một cái lực chốt tương đối mạnh. Thì PHR bây giờ chúng ta sẽ quan sát được ở cái vùng khoảng 43.5. 43.5 sẽ là một cái điểm mà giúp cho chúng ta có được những cái nhận định tiếp theo của PHR ở trong cái kênh xu thế. Và hiện tại thì chưa chưa có gì liên quan đến cái việc gãy chen gãy kênh cả, và những cái điểm này, những cái điểm gọi là điểm tích lũy kỹ thuật ở đây thì vẫn vẫn đang tiếp diễn đối với PHR. Và PHR cần phải vượt trần, tức là vượt vùng 48.5 đến vùng 49, thì lúc đó chúng ta sẽ có những câu chuyện tiếp theo. GVR hôm nay cũng bị chốt. GVR thì Hùng Lê kỳ vọng vùng giá mục tiêu của GVR đó là vùng 12.5 đến vùng 13 anh chị nhé, vùng 12.5 đến vùng 13, và đến vùng này thì khả năng là chúng ta cũng bắt đầu chúng ta canh, chúng ta chốt dần. Bản thân thì là hình như là cái target đạt được cao nhất ở đây là đâu đó cũng đã đạt được khoảng vùng 12.6 rồi đấy. Đó thì cơ bản là như vậy, và sau đó thì cổ phiếu phiên ngày hôm nay thì đang lấp lại cái phiên tăng ngày hôm qua. Chính vậy nên là cũng phải quan sát phiên ngày thứ hai, tức là quanh mốc 12 để chúng ta có được những cái định lượng tiếp theo. Ship à? Quốc đảo ship. Ship có gì nhỉ? Ship. Ship thì cơ bản đoạn này vẫn đang đi trong tạo lập thôi. Vùng hỗ trợ 70 và cơ bản là sẽ chạm về vùng 90, mạnh hơn sẽ vùng 95 đến 100. CMS hay là CSM nhỉ? CSM. CSM là một cái mã cổ phiếu CSM là một cái mã cổ phiếu về ngành cao su, và Hồng Lê cũng có đề cập đến việc là chúng ta phát hiện cái mã này hơi 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 muộn, nhưng mà muộn nhưng không có nghĩa là cơ hội đã hết. Bởi vì là chúng ta nhìn tổng thể ở trên một cái trend đi thì đang 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 có những cái vùng hỗ trợ rất là đẹp ở khoảng vùng 15.5 đến vùng 16 ở đây. Và chúng ta nhìn thấy là đến thời điểm hiện tại thì cây nến kết tuần của CSM rất là đẹp, gần như nó chỉ bị tụt một tí thôi và nó vẫn neo đậu được ở vùng giá 17, tức là gần như là cái vùng giá rất là cao. Những cái điểm đấy, những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật của cổ phiếu này đâu đó cũng chỉ chạm được đến về vùng 16.5 là hết, sau đó lại rút chân lên, như vậy là rất là đẹp. Nhịp trước thì là vùng 15.5 đúng không ạ, và nhịp này là vùng 16.5 đó, thì rất là đúng về ý đồ tạo lập, tức là cứ sau một tuần thì cái nhịp nhịp chỉnh giảm kỹ thuật nó lại cao hơn nó, thì như vậy là cổ phiếu sẽ đi vào những cái uptrend. Ok, cao su chúng ta chỉ nói đến đấy thôi. Mã ngành khu công nghiệp hôm nay thì như nào để chúng ta xem mạng lag quá, không không như là khả năng là mạng đang bị. Ok, Hùng thuộc mấy mã thôi. SZL. Đối với SZL phiên ngày hôm nay lại không giữ được cái mốc cao nhất, đó là vì đầu phiên là SZL đã khớp một cái lệnh đâu đó khoảng vùng 42, nên nó tạo thành một cây nến về trên kỹ thuật. Nhìn thế này thì rất là hoảng, bởi vì là nhìn thấy là không 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 rất là kinh khủng, nhưng mà về mặt lý thuyết là do những cái phiên khớp ATO. Thì bản thân SZL phiên ngày hôm nay bị mất mốc 40 thì cũng hơi tiếc, nhưng mà cũng chưa có vấn đề gì xảy ra cả. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta sẽ xem ở phiên ngày thứ hai tuần tới thì đâu đó tích lũy lại ở vùng thấp nhất ở khoảng vùng 39.
quan sát lại thấp nhất ở khoảng vùng 39 ở đây, và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của SSL thì Hùng Lê hoàn toàn kỳ vọng ở trong cái nhịp đánh này, cổ phiếu này hoàn toàn có thể cán mốc 45 và mạnh hơn nữa thì Hùng Lê sẽ tiếp tục phân tích sau. D2D và tip D2D thì cơ bản là D2D thì đang chờ hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của D2D ở đây, đó là khoảng vùng vùng 60. Còn tip tip thì cũng đã khuyến nghị đầu tư. Tip thì bản thân là chúng ta đã có những vùng dò tìm vùng giá mục tiêu rất là thấp ở khoảng vùng 15, và sau đó thì bắt buộc một số các tài khoản đã phải mua gom ở vùng giá cao hơn, chạm trần 20. Về cơ bản là tip cũng đang tích lũy rất là đẹp, và những cái nhịp tích lũy này ở quanh vùng 18 mà không gãy thì chúng ta sẽ có được những cái điểm kỹ thuật ở đây cũng rất là đẹp ở đây luôn, và kỳ vọng với tip là tip sẽ đánh một cái chen dài, đánh một chen dài. DTD KBC DTD ở đó, DTD thì chưa hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu ở đây, vùng giá 13, nhưng mà về những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại đó chạm về cái vùng hỗ trợ đây và đánh lên cũng khá là đẹp đúng không ạ. KBC KBC thì đó chạm về vùng hỗ trợ đây, và mục tiêu thì của KBC vẫn ở khoảng vùng 13.5 đến vùng 14. ITA sau một cái nhịp đánh vượt thoát vùng 2.5 thì hiện tại ITA đang có những cái nhịp đánh tích lũy nền ở trên vùng 2.5, và kỳ vọng thì trong nhịp này sẽ đánh chạm lại khoảng vùng 2.8 đến vùng 3, vùng 2.8 đến vùng 3 đối với ITA. Một cái mã cổ phiếu về ngành khu công nghiệp cũng rất là đẹp và rất là hay ở đây, đó là cái mã cổ phiếu về SNZ. SNZ đang chờ nó chỉnh nhưng mà nó chưa chỉnh, nó chỉnh về đến khoảng vùng 20 thì chúng ta gom được, chưa chỉnh về. Ở đây đang là những cái nhịp kéo ngang kéo ngửa ở đây thì khả năng là chúng ta sẽ dò tìm cái vùng mục tiêu đây. Ok, nhóm ngành khu công nghiệp thì cũng chỉ điểm qua một số, thêm cả mã cổ phiếu SSC là thuộc cái ngành gì nhỉ? Cũng không nhớ nữa. Đó, SSC thì gần như là đã hoàn thành cái vùng Hùng Lê phân tích ở đây. Khi hoàn thành vùng giá mục tiêu phân tích của Hùng Lê ở vùng 19 thì cổ phiếu nó lại làm như thế nào? Nó sẽ chỉnh lại các anh chị. Đẹp nhất là chỉnh lại về vùng 18. Về vùng 18 sau đó thì tích lũy khoảng tầm độ 4 5 phiên thì đó. Hợp lý nhất là như vậy. Và sau đó đánh tích lũy thành công vùng 18 thì chúng ta sẽ có tiếp mốc tiếp theo của SSC ở khoảng vùng 22.5, và mạnh hơn sẽ có thể vùng 24. Thì chúng ta chờ những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu. Cũng sẽ cập nhật, sẽ liên tục cập nhật. Nhóm ngành công nghệ, công nghệ là chúng ta bị phân tích short mất mã cổ phiếu DGWK. Đối với DGWK đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây, chúng ta cũng lên phân tích một cái sóng lên từ vùng 18 lên 22, 22 lên, và đến thời điểm hiện tại là gần như DGWK cũng đã hoàn thành cái kỳ vọng của Hùng Lê ở vùng 26.5. Như thế là vượt kỳ vọng 26.5, và về đến đây thì Hùng Lê theo như cái quan điểm của Hùng Lê thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. Và về đến đây thì cổ phiếu nó sẽ chỉnh lại và chúng ta lại gom lại ở vùng giá thấp ở dưới này, chúng ta sẽ chờ đợi bản thân cổ phiếu đi. Các anh chị có thể nhìn thấy như vậy, chúng ta tìm dò tìm được những cái vùng giá mục tiêu để chúng ta gom, và chúng ta canh được những cái vùng kháng cự mạnh để chúng ta chốt lời, thì như vậy nó là 10 điểm rồi, nó không còn cái gì nó hơn nữa, mà chúng ta cũng chỉ dự báo được ở một cái khoảng như vậy thôi, trong một khoảng như vậy thôi các anh chị. Thủy sản, ok, chúng ta sẽ nói đến thủy sản. Thủy sản đây này, CMX đúng, thủy sản này đợt trước là các anh chị bắt lỗi Hùng Lê thủy sản này. Thì đối với thủy sản đang khá là đẹp, khá là đẹp, để cũng sẽ phân tích lần lượt các cái mã cổ phiếu. Ở MPC thì trong trong những cái giai đoạn trước thì Hùng Lê đây có đề cập đây đúng không ạ. Cái vùng ở đây là cái vùng hỗ trợ của MPC đâu đó khoảng vùng 21 đến vùng 21.3 gì đây. Tích lũy thành công ở đây thì như vậy chúng ta sẽ có một cái mục tiêu của giá 3x, và nó có luôn, để Hùng tìm xem đâu nào. MPC đây này các anh chị này, không biết là phân tích từ ngày nào thì cũng không không rõ lắm nữa luôn. Trả cung ở vùng 21 không gãy, vừa thoát được vùng 25, khi vừa thoát ở vùng này thì sẽ hội tụ chạm lại ở vùng 3x, 3x xem là ngày bao nhiêu
nhiều lắm, nói chung là nhiều cái thông tin hỗ trợ quá, nên là trong một ngày, ngày 26 tháng 4 mà bây giờ đã là mùng 8 tháng 5 thì các anh chị có thể xem lại đó, nó rất là dài về phía trước rồi. Thì cơ bản là MPC đẹp rồi, phiên ngày hôm nay lấy lại break được vùng 25, đó là cái vùng mà Hùng Lê kỳ vọng đúng không ạ? Và khi break được vùng 25 rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mua thôi. Mua thực ra là mua điểm mua hết ấy. Điểm mua hết chứ còn điểm mua gom là phải vùng 21 rồi đúng không ạ? Hùng phân tích rồi. ACL cũng là một cái mã cổ phiếu mà ấy nhá, nó tạo lập rất là tốt nhá. ACL là tạo lập rất là tốt, nên là chính vì vậy nên là Hùng Lê đã bắt đầu đưa vào cái danh mục quan sát đây các anh chị này. Đó, các anh chị nhìn thấy chưa? Khi mà Hùng đưa ra cho các anh chị ở một cái vùng biên đây 19, 19 và đây là cho vùng 17 đi. Đó, thì chúng ta hoàn toàn có những cái vùng giá mục tiêu mua có sướng không ạ? Mua ở vùng 17 chúng ta cứ đặt chờ những cái điểm hỗ trợ của Hùng Lê để chúng ta mua gom rất đẹp, và biên tích lũy trung bình biên tích lũy trung bình là đâu đó 18, và chúng ta sẽ chờ, và chúng ta chỉ cần chờ ACL sẽ có một nhịp đánh tưng bừng các anh chị nhá. Các anh chị có thể nhìn thấy đây, tạo lập đây, bên này đây, và bên này thì sao, chúng ta đang chờ chờ một cái kết cục đẹp, và ngay bây giờ thì các anh chị nhanh tay nhanh chân lên, chúng ta nhặt dần đi, nhặt dần đi nhanh còn kịp. Vĩnh Hoàn VHC, một số các anh chị là chốt Vĩnh Hoàn xong còn báo với Hùng Lê là tiếc, chả hiểu các anh chị tiếc cái gì nữa. Một cái nhịp phân tích của Hùng Lê đây, như đặt vùng giá 33, chạm đến vùng giá 33 thì chỉnh đâu đó thôi, chúng ta không xem lại nữa, xem làm gì nữa. Đấy là Hùng dẫn chứng để cho các anh chị thấy là chúng ta không có những cái câu chuyện. Một số các anh chị thì nghĩ bảo Hùng Lên nói sau, chúng ta cần gì phải nói sau đúng không ạ? Chất của chúng ta có cái gì thì chúng ta nói cái đấy, chúng ta có một chúng ta nói một, chúng ta có hai chúng ta nói hai, có đúng nói đúng, nó có sai nói sai đúng không ạ? Cần gì phải 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 dối gian làm cái gì cho nó mệt. Và VHC như đặt đến về đến 33 thì sẽ chỉnh giảm lại, và Hùng Lê dự báo là giảm lại khoảng vùng 30 cái vùng giá mục tiêu chúng ta kỳ vọng. Và sau dịch Covid thì cái chuỗi cung ứng toàn cầu nó bị gián đoạn, và cái sự gián đoạn đó nó đưa kết quả kinh doanh quý 1 và quý 2 kém đi. Kết quả kinh doanh quý 1 quý 2 kém đi, nó song trùng với việc là VHC cũng đã bị đạp về gọi là đến vùng đáy đúng không ạ? Vậy thì dòng tiền tạo lập chúng ta sẽ mua dần để chúng ta đón những cái quý 3, quý 4 đó, ví dụ như vậy. Thì tại vì sao mà nhóm ngành thủy sản, tại vì sao mà một số cái nhóm ngành ở khu công nghiệp nó lại tăng là trong cái thời điểm hiện tại, nó phải có những cái lý do sâu xa như thế, chứ không phải là mấy cái đường vẽ nguệch ngoạc này của Hùng Lê đâu đó. Ok, VHC hoàn thành mục tiêu về cảng và chốt được chưa? CMX, ôi CMX đẹp quá. CMX hẳn là các anh chị có thể xem lại những cái bản tin Hùng Lê phân tích CMX ở những cái vùng mục tiêu vùng 12 đó, và trong cái một cái nhịp kéo lên này thì Hùng đã bảo các anh chị chúng ta từ từ thôi đúng không ạ, đừng có đua, và chúng ta chờ nó chỉnh đi và chỉnh về vùng 12. Phiên này mua ui đẹp quá, bây giờ thì ba phiên trần, hai phiên trần hay là bao nhiêu phiên trần đó, và không biết trần đến khi nào. Với những cái tín hiệu hiện tại của CMX thì đầu tiên là chúng ta có một cái kháng cự đây này, kháng cự nho nhỏ này, thì phiên ngày thứ hai chúng ta sẽ xem ở khoảng vùng 15, xem 15 có vượt thoát được hay không. Nếu mà vượt thoát 15 thì sẽ lên vùng 18, mà có khi là cái con này nó đánh như một con điên, đúng là như một con điên luôn, nó đánh từ vùng 5 và lên đến tận vùng 25 nhân 5 thì bây giờ mới có vùng nói vui thôi các anh chị nhé, bây giờ vùng 10 mà đánh nhân 5 lên thì đâu đó ở khoảng vùng 50, tức là nó lên tận đâu tít tít ở trên này, nhưng mà cái đấy là câu chuyện vui. Chúng ta sẽ chờ những cái target rất là bình thường, chúng ta phân tích, chúng ta đừng có nói phét như vậy nó không hay. FCM FMC 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 thì hết cơ hội mất rồi. FMC thì như thế này thì không còn gì để không còn gì để kiếm ăn ở đây nữa rồi, lên đến vùng 26 cũng là hết, 26 cũng là hết. Đấy, các anh chị nhìn thấy là khi mà chúng ta đây những cái vùng hỗ trợ như thế này mà chúng ta bắt sướng không ạ? Cực kỳ sướng. Và nói như vậy thì một số anh chị bảo là bây giờ ông nhìn thấy thì ông mới nói như thế. Đấy thì đây này, FPT này. Vùng bắt vùng quanh 40 này, nhiều nhà đầu tư bắt này, và Hùng Lê phân tích này. Đó, không phải nói phét làm gì cả, đừng có nói phét làm gì cho nó mệt.
Hết chưa các anh chị nhỉ? Hết rồi. Ok, cơ bản như vậy thôi, bởi vì là những cái gì mà chúng ta Hùng Lê khuyến nghị chúng ta chú trọng đó là nhóm banh, đúng không ạ? Thì chúng ta đã thấy rực rỡ chưa? Cực kỳ rực rỡ trong một cái phiên kết tuần và rất nhiều niềm vui đấy, và những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê tư vấn định hướng thì nó đạt được cái xác suất khoảng 60% là đúng. Đâu đó khoảng tầm độ 10% là nó đi ngang hoặc nó lình xình, và đâu đó khoảng 30% là sai số. Thì đấy là cái Hùng Lê luôn nhận và luôn là công khai trước toàn bộ cộng đồng nhà đầu tư. Đó, và chúng ta không có gì phải vỗ ngực vỗ tay để nói rằng chúng ta tài giỏi cả, chúng ta không có gì tài giỏi cả. Đó. Ok, phần kết cùng của bản tin ngày hôm nay chúng ta sẽ có một vài cái view về thị trường chứng khoán thế giới. Ok, Dow Jones vẫn đang đi trong cái tọa độ Mùng Lê phân tích, Dow Jones 30 đó đi trong cái biên hẹp và vùng 23.000 điểm đây cũng đang rất là đẹp. Hang Seng ok, không có vấn đề gì. Nikkei đang tăng tốt, Shanghai 2 tăng tốt đó. Vậy thì những người anh em quanh mình đang rất là khỏe rồi thì mình cũng kỳ vọng mình sẽ khỏe. Ok, đối với VN Index của chúng ta thì sau một cái kỳ nghỉ lễ thì Hùng Lê đọc có được đọc rất nhiều các cái báo cáo về của các công ty chứng khoán, thì các công ty chứng khoán gần như là nói rằng là phái sinh sẽ là sọt mạnh, VN30 sẽ là suy yếu, thị trường của chúng ta sẽ là sell in May hay là cái gì đấy, tức là tháng 5 là bán rồi. Rất nhiều những cái thông tin đồn đoán rằng là VN Index sẽ sập, nhưng các anh chị có thể nhìn thấy có sập không ạ? Nó không bao giờ sập, bởi vì sao? Bởi vì nhóm P nó đã tích lũy rồi, nhóm banh nó đã tích lũy rồi, trụ nó đã đi ngang trong một quá trình như vậy rồi. Và trong cái bản tin phân tích của ông Lê đầu tuần thì ông Lê đã có đề cập đến với các anh chị là trong phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba, đây là phiên kết tuần, thì phiên đây là phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba sẽ là phiên hai phiên mà VN Index của chúng ta sẽ có những cái nhịp tích lũy ổn định ở vùng 765 điểm, được chưa ạ? Và kết thúc hai phiên này thì chúng ta sẽ có những cái định lượng tiếp theo, và đây là định lượng tiếp theo đây ạ, phiên ngày thứ tư chính là cái phiên mà VN Index bắt đầu có những cái sự bứt phá đầu tiên sẽ kể đến nhóm sẽ kể đến Vietcombank, sẽ kể đến nhóm banh. Đấy là những cái dấu hiệu đầu tiên khơi mào của nhóm banh, và sau đó thì kết tuần chúng ta đã có VN Index vượt thoát vùng 700 điểm, một cái vùng kháng cự tâm lý khá là mạnh. Và phái sinh thì chúng ta team phái sinh trong tuần vừa rồi, team của Hùng Lê thì thôi không không cần phải bàn cãi. Nếu như chúng ta tuân thủ quy luật và chúng ta tuân thủ những cái định hướng của team của Hùng Lê, thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì VN-Index có thể sang tuần sẽ test nhẹ lại vùng 800. Bao giờ cũng như thế, kéo qua và test lại. Test lại thành công ở vùng 800 đồng nghĩa với việc là rất nhiều những cái tài khoản sẽ ra hàng, sẽ chốt hàng và sẽ chốt xong. Chốt xong thì chúng ta sẽ có một cái dòng tiền mới luân chuyển vào, và đặc biệt là nhóm P, nhóm banh và những cái trụ Hùng Lê phân tích thì đang còn rất nhiều những cái tiềm năng ở phía trước. Đó, và chúng ta hoàn toàn kỳ vọng một cái sóng lên dài, và Hùng sẽ cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tức là kết phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo về thị trường, và những phân tích định lượng đó thì chắc chắn là phải những anh chị nào mà chuyển về team của Hùng Lê thì mới có thể nhận được, hoặc là tên tin T0. Tên tin T0 thì bây giờ miễn phí, nhưng mà bây giờ bị full 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 room rồi, full 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 thành viên rồi các anh chị ạ. Nên là các anh chị không thể vào được nữa. Gần như là các anh chị tổng kho T0 đấy. Thì trên này Hùng Lê cũng có chia sẻ những cái phân tích của Hùng Lê, nhưng mà bây giờ gần như là các anh chị không thể vào được đây nữa bởi vì nó tràn room rồi. Test lại vùng 800. Ok, đối với VN Index là như vậy. Đối với VN30 F1M thì trong phiên ngày hôm nay cầu short đã đảo phiên, và cái cầu short này đảo đến đâu thì chúng ta sẽ có những cái phân tích tiếp theo, bởi vì là với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại ở đây thì Hùng đang nhìn thấy ở hội tụ ở cái vùng 700 738 740 ở đây, thì chúng ta sẽ có những cái phân tích tiếp theo. Bởi vì đối với phái sinh là ngoài cái việc là chúng ta phân tích cái trend chủ đạo thì chúng ta sẽ có một cái độ rơ của phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới, tức là sẽ có những cái nhịp trả cung, và cái nhịp trả cung đó thì nó cũng sẽ song trùng với việc là có thể cầu short sẽ quay trở lại đối với phái sinh đó. Thì Hùng Lê sẽ phân tích và trong team sẽ có những cái tín hiệu lệnh liên tục cho các anh chị để chúng ta trading, đúng không ạ?
Đối với VN30, VN30 thì rất là đẹp rồi, rất là đẹp rồi, và chúng ta sẽ chờ đợi đó, cái dòng tiền của VN30 đánh vào rất là đẹp và gần như là đánh vượt thoát cái mốc tâm lý, cái mốc tâm lý ở đây. Phiên ngày hôm qua là đã đánh vượt thoát cái mốc tâm lý ở vùng 735 điểm. Tâm lý 700 737 điểm, chính xác là phải là 735 và 737 điểm, đã đánh vượt thoát cái vùng này. Và trong phiên ngày hôm nay thì lực cầu tiếp tục đổ dồn về, dòng tiền tiếp tục đi lên. Đó, dòng tiền tiếp tục đi lên. Dòng tiền tiếp tục đi lên. Ô, không hiểu vì sao mà chúng ta lại không không ấy được nhỉ. Đó, dòng tiền đang có xu hướng đi lên. Và VN Index thì cũng có thể hoàn toàn test lại ở vùng 750 điểm. Đây này, có test nhẹ ở đây. À, VN30 các anh chị nhé. Có thể test nhẹ lại vùng 750 điểm ở đây và ổn định ở đây, và chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp đánh tiếp theo của VN30, tức là nó sẽ song trùng với cái việc tích lũy thành công ở mốc 800, và tích lũy thành VN30 tích lũy thành công ở vùng 8 750, thì chúng ta sẽ có đâu đó một cái vùng kháng cự tiếp theo ở khoảng mốc 796 điểm, 780 vùng bao nhiêu đấy, gần gần 800 điểm, 800 điểm, vùng 800 điểm đối với VN30. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới phân tích xong, nhận định xong toàn bộ xu thế tình hình thị trường. Thì Hùng Lê một lần nữa thì Hùng Lê cũng mong muốn tất cả những anh chị em của chúng ta sẽ có những cái góc nhìn tích cực hơn, sẽ có những cái nguồn năng lượng ok hơn, và chúng ta về đồng hành cùng với Hùng Lê để chúng ta nhận những cái phân tích, những cái khuyến nghị của Hùng Lê, đó là những cái giá trị mà Hùng Lê chia sẻ ra cho cộng đồng nhà đầu tư, và ai góp nhặt được cái gì thì góp nhặt, ai lấy được cái gì thì lấy, mà ai không lấy được cái gì thì chúng ta vui lòng chúng ta đi chỗ khác chơi, chúng ta đừng có comment, đừng có làm những cái thứ mà nó không hay, và chúng ta đừng có bấm cái này, đúng không, đúng không, không yêu thì đừng có làm thế, không hay đâu. Đó, còn kể cả các anh chị bấm hay các anh chị không bấm thì Hùng Lê cũng không có quan trọng, bởi vì những cái giá trị Hùng Lê mang lại cho cộng đồng nhà đầu tư sẽ được khẳng định qua thời gian, nó sẽ được khẳng định qua thời gian, chắc chắn là như vậy. Và Hùng Lê tin rằng ngày càng nhiều các anh chị sẽ về với Hùng Lê, về với kênh của chúng ta, Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và một cái thực tế đó là gì, từ lúc mà Hùng Lê lập hội, đúng không, kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, chúng ta chỉ có không anh chị em đăng ký, và đến thời điểm hiện tại đã gần 10.000 anh chị em chúng ta đăng ký, và những cái bản tin của Hùng Lê đã có những bản tin đạt đến cái mức độ là 19.000 đến 18.000, và bây giờ trung bình là 10.000 lượt view. Đó, tức là đã có khoảng 10.000 anh chị em liên tục hàng tuần chờ đón những cái bản tin của Hùng Lê, rất là tuyệt vời. Hùng Lê xin chân thành cảm ơn những cái ủng hộ về mặt tinh thần của anh chị để Hùng Lê có được những bản tin tốt hơn, có được những cái định lượng tốt hơn, và giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta ngày càng tốt hơn, ngày càng tránh được những cái sai lầm ở trên thị trường, và có những cái định hướng đúng, đánh mạnh vào những cái nhóm ngành có tiềm năng phát triển. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản tin tiếp theo.